thần cấp ở rể. chương 681, ba trưởng lão của kiếm lẫm một. Đường chảm lắc đầu, đương nhiên không phải, em chỉ tò mò thôi, dù sao theo lý mà nói thì bọn họ phải đi ra chứ. Diệp vô phong nói, cho dù bọn họ xuất hiện hay không cũng kệ đi, dù sao chúng ta đã gần đến đại sảnh, cũng không biết Nguyên Trần hiện tại có đang ở đại sảnh không. Đường chảm tự tin nói, yên tâm đi lão đại, em đã bố trí người canh giữ nơi bọn họ có thể ra khỏi nhà nếu như bọn họ thật sự trốn thoát, người của em sẽ đi theo bọn họ. Diệp vô phong gật đầu, được rồi, chúng ta đã rất vất vả mới tới nơi này, mọi chuyện đã đến lúc này rồi, nếu để bọn họ trốn thoát, mặt mũi của tôi sẽ đi đâu chứ? Đường chảm vui vẻ nói, lão đại, em không biết anh còn có một thứ như mặt mũi luôn đó. Diệp vô phong liếc nhìn đường chảm, đương nhiên tôi có rồi, cậu cho rằng người nào cũng giống như cậu sao? Hai người nói xong, nhanh chóng dừng bước chân, chỉ thấy xung quanh bọn họ đều là người của kiếm lẫm, mà đứng trước mặt bọn họ thật sự có ba vị trưởng lão. Đường chảm hít sâu một hơi, kiếm lẫm thật sự cử tới ba vị trưởng lão, xem ra là muốn tiến vào liêu tây rồi. Diệp vô phong gật gật đầu, tôi đoán chắc chắn lần này bọn họ đã tung ra hết nhân lực. Nếu như lần này không thành công, chắc là tông chủ của kiếm lẫm sẽ phải nôn ra ba lít máu. Audio điện tử võ tấn bền đường chảm còn phô trương hơn, gì mà có 3 lít chứ, em nghĩ chắc phun hết máu ra luôn đấy. Sau khi hai người trò chuyện xong, tam trưởng lão của kiếm lẫm tiến lên nói, nghe danh hai vị đã lâu, hôm nay vừa thấy đúng thật là nhân tài. Đường chảm cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp vô phong, hắn đang làm gì vậy? Diệp vô phong thờ ơ nói, tam trưởng lão của kiếm lẫm là một tên tỏ vẻ nho nhã, thường thường thích nhặt một số câu nói cổ xưa, giống như đóng phim truyền hình mặc cổ trang vậy lúc này đường trảm mới chợt nhận ra thế mà lại có người như vậy ngôn tình tổng tài diệp vô phong nhìn về phía tam trưởng lão ngay cả tam trưởng lão tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão của kiếm lẫm đều đã tới đây xem ra lần này kiếm lẫm thật sự muốn giết bọn tôi nhỉ tứ trưởng lão bước tới chỉ vào diệp vô phong cáo kỉnh nói bọn tôi chỉ là nhận tiền làm việc hơn nữa cậu đã giết tiểu trưởng lão của chúng tôi chết cũng không hết tội Diệp vô phong cười nói, thật ngại quá, tôi nghĩ tiểu trưởng lão mà ông nhắc tới tên là Bạch Vũ Cần, đúng không? Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, hôm nay chính là ngày chết của mày. Diệp vô phong biết mình sắp phải đối mặt với hai cường giả cảnh giới chiến thần, cho nên trận chiến này quả thực không dễ đánh, nhưng anh cũng biết đây là việc mình phải làm. Đường chảm nhìn Diệp vô phong cười một tiếng, lão đại, vất vả cho anh rồi, anh cứ đứng vững đi, chờ em đối phó một tên xong sẽ giúp anh diệp vô phong chỉ hờ hững nhún vai nếu đã như vậy tôi cũng không có gì để nói nhưng tôi thật sự chưa bao giờ sợ hãi tam trưởng lão và tứ trưởng lão tấn công diệp vô phong trước còn ngũ trưởng lão thì đến trước mặt đường trảm các thành viên của kiếm lẫm đều vây xung quanh diệp vô phong như để ngăn cản hai người diệp vô phong sẽ chạy trốn trong khi chiến đấu điều này thực sự khiến diệp vô phong có chút bất lực nhưng anh cũng biết đây là kết quả tất yếu dù sao trong mắt những thành viên kiếm lẫm này, anh đã bị vây trong tình thế bất lợi. chương 682, Ba trưởng lão của kiếm lẫm 2 Hơn nữa anh cũng biết tất cả các thành viên kiếm lẫm này sẽ tấn công anh. Đây không phải là một cuộc đấu công bằng, không có tình huống 1v1, có thể dùng mọi thủ đoạn để giết được quân địch. Người của kiếm lẫm luôn biết điều này, vì vậy Diệp Vô Phong chưa bao giờ cảm thấy mình chỉ đối mặt với hai vị trưởng lão anh phải đối mặt với tất cả các thành viên của kiếm lẫm. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão là những người đầu tiên ra tay, chiêu thức của hai người họ đều là đại khai đại hợp, khi quyền cước được tung ra, mang theo một luồng gió lớn khiến quần áo bay phấp phới. Cả hai người đều đã tu luyện một cỗ khí, khi đối chiến thì cỗ khí này luôn hỗ trợ sức mạnh của họ, vì thế mà sức mạnh của họ được thăng lên rất nhiều. Tất nhiên Diệp Vô Phong biết loại công phu này, lúc trước cũng có người bảo anh đi luyện, nhưng anh không thèm luyện tập, và anh cũng không muốn mất nhiều thời gian để luyện tập. Vì vậy, cuối cùng đã từ bỏ. Anh tặc lưỡi hai lần, anh thực sự không ngờ rằng hai người này lại có thể luyện công phu như vậy, vì vậy anh cười nói, mặc dù không biết tại sao các người lại chọn tập luyện công phu như vậy, nhưng tôi có thể nói cho các người biết, loại võ công này thật sự rất rác rưởi. Hai vị trưởng lão đang nhịn cơn tức giận, không quan tâm gì cả, trong lúc Diệp Vô Phong nói chuyện thì cũng đã chặn được mấy chiêu thức của hai người bọn họ diệp vô phong lui một mạch về phía sau tuy rằng có vẻ bất lợi nhưng hai vị trưởng lão thật sự biết diệp vô phong bây giờ sẽ không bị bọn họ làm tổn thương chuyện cóp từ trang chăm trai n vn điều này làm cho hai vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc bọn họ đều biết thực lực của chính mình bọn họ đang ở cảnh giới chiến thần diệp vô phong bây giờ có thể chống đỡ công kích của hai người bọn họ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ diệp vô phong đã đạt tới tu vi cảnh giới chiến thần rồi sao nếu không, tại sao lại làm được điều này? Họ cũng không biết suốt cuộc Diệp Vô Phong đã làm điều đó như thế nào. Có vẻ như các người rất ngạc nhiên tại sao tôi lại có thể chặn được chiêu thức của các người, đúng không? Diệp Vô Phong vừa nói vừa tránh đòn tấn công của một thành viên kiếm lẫm ở phía sau. Anh nắm lấy thành viên kiếm lẫm và đấm vào gáy hắn ta, trực tiếp làm gãy cổ hắn ta. Thành viên của kiếm lẫm đã ngã xuống đất và tắt thở. Tam trưởng lão đạp chân bay lên, thừa lúc Diệp Vô Phong tấn công thành viên kiếm lẫm, ông ta vỗ một cái vào ngực Diệp Vô Phong, tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt đã ở trước mặt anh. Diệp Vô Phong chỉ có thể lắc đầu trước điều này, rồi thở dài, đúng là âm hiểm quỷ quyệt, tôi đang nói chuyện với các người mà. Đồng thời anh cũng tung một trường, va chạm với trưởng của tam trưởng lão. Anh nhanh chóng lui về phía sau để ngăn cản tứ trưởng lão, trong khi tam trưởng lão cũng không ngừng lui ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam trưởng lão biết vừa rồi mình đã phát động công kích trong thời gian ngắn nhất, ông ta cho rằng Diệp Vô Phong không có cách nào phản ứng kịp được. Nhưng vừa rồi, tốc độ của Diệp Vô Phong tăng lên rất nhiều, chính vì vậy mà ông ta mới thực sự không thể đánh trúng Diệp Vô Phong. Hai bên lại lần nữa bất phân thắng bại. Chỉ là, những thành viên kiếm lẫm xung quanh Diệp Vô Phong liên tục quấy rối anh, khiến anh không thể đánh với Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão. Diệp Vô Phong chỉ có thể tóm lấy những thành viên kiếm lẫm này, giết chết bọn họ trước. Bùm! Gần đó một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn ra hướng về phía Diệp Vô Phong. chương 683, một đấu hai. Ngoài việc sử dụng vũ khí cận chiến, các thành viên của kiếm lẫm còn có súng, Diệp Vô Phong luôn đề phòng những kẻ có súng, cho nên anh đã cảnh giác trước khi đối phương nổ súng, ngay lập tức né tránh kịp. Thành viên kiếm lẫm này không ngờ Diệp Vô Phong có thể né tránh, vẻ mặt của hắn hết sức kinh hãi. Lúc này Diệp Vô Phong đã đi tới bên cạnh hắn, nâng lòng bàn tay lên, vỗ một cái vào ngực hắn. Hắn bay lộn ngược ra ngoài, nôn ra máu và chết ngay lập tức. Diệp Vô Phong quay lưng về phía Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, nhưng anh biết hai người đã đi tới phía sau mình, cho nên cuộn mình về phía trước tránh hai trưởng của hai vị kia. Tuy nhiên, lúc Diệp Vô Phong cuộn người thì phần lớn sức mạnh đã được giải phóng, chỉ còn lại khí tán loạn trong cơ thể. Anh nhanh chóng chịu đựng sau đó nhìn về phía hai vị trưởng lão. Tứ trưởng lão cười ha hả tôi còn tưởng thực lực của cậu lợi hại như thế nào, hóa ra cũng chỉ là giả vờ làm ra vẻ, cuối cùng vẫn sẽ bị chúng tôi giết chết thôi. Diệp vô phong biết nếu mình chỉ đối mặt với hai cường giả cảnh giới chiến thần thì anh hoàn toàn không sợ hãi, nhưng một điều rất khó chịu là những thành viên kiếm lẫm này thỉnh thoảng lại dở trò, khiến anh không thể dùng toàn lực đối chiến với hai cường giả. Cho nên muốn chiến đấu tốt thì trước tiên phải giết hết đám người kiếm lẫm này, chỉ có như vậy mới có thể dùng hết sức lực để đối phó với tam tứ trưởng lão. Nhưng tình huống khó xử nhất bây giờ là nếu anh ra tay với các thành viên của kiếm lẫm, thì tam tứ trưởng lão sẽ nắm lấy cơ hội để ra tay với anh. Diệp vô phong hít sâu một hơi, lấy dao găm ra, đây là các người ép tôi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho các người xem cho rõ thực lực của tôi. Nói xong, anh liền xông tới tam trưởng lão và tứ trưởng lão, hai vị trưởng lão thủ thế phòng ngự nhưng diệp vô phong lúc này đột nhiên ném dao gam ra đâm chết một thành viên của kiếm lâm tứ trưởng lão cười to một tiếng cậu chỉ có một vũ khí hiện tại lại vứt đi nếu như vậy thì tình hình của cậu cũng giống như trước thôi cũng sẽ bị chúng tôi giết chết tam trưởng lão thở ơ thở dài đúng là tuổi trẻ không biết trở lại con át chủ bài mặc dù hai người đang nói chuyện nhưng trên thực tế động tác trên tay của họ không hề dừng lại họ đã đạp chân bay lên khi diệp vô phong ném con dao găm ra mà diệp vô phong thấy vậy chỉ cười khẩy hất tay lên con dao găm bay ngược trở lại canh đúng hướng tam trưởng lão sắc mặt tam trưởng lão thay đổi vội né tránh hoàn toàn không biết diệp vô phong làm như thế nào lúc này diệp vô phong lại ném con dao ra lần này vung dao này những thành viên kiếm lẫm không né được đã bị thương thậm chí một số thành viên đã chết vì bị cắt cổ Động thái của Diệp Vô Phong lập tức khiến cả Tam trưởng lão và Ta Ứ trưởng lão kinh ngạc, lúc này vị Tam trưởng lão cũng hiểu được hành vi của Diệp Vô Phong, cuối cùng ông ta cũng biết Diệp Vô Phong đã làm như thế nào. Có những sợi dây thép quấn quanh con dao găm, những sợi dây thép này rất nhỏ và khó có thể nhìn thấy, nhưng độ bền rất tốt, không dễ bị đứt. Chỉ là không ai trong số họ nghĩ rằng Diệp Vô Phong sẽ nghĩ ra cách như vậy để bẻ gãy đòn tấn công của họ chỉ cần có vũ khí tầm xa thì áp lực của diệp vô phong sẽ giảm đi rất nhiều vị tam trưởng lão lúc này sắc mặt ảm đạm lấy ra một đôi dao hồ điệp bắt đầu chém vào người diệp vô phong diệp vô phong kéo dây thép chặn đôi dao hồ điệp đồng thời quấn đôi dao hồ điệp bằng dây thép dưới sức lực của tam trưởng lão con dao găm được nối bằng dây thép bắt đầu bay ngược trở lại đánh vào đao hồ điệp tam trưởng lão nhanh chóng rút đao và lùi lại nhìn diệp vô phong lại ném con dao ra và giết một thành viên của kiếm lẫm ông ta hoàn toàn phát cáu. Ông ta biết nếu không có cách nào giải quyết chiêu thức này của Diệp Vô Phong thì không cần nói cũng biết, trận này bọn họ sẽ thua. Kết quả thua trận này, bọn họ đều sẽ chết ở đây, kiếm lẫm tuyệt đối không được phép thất bại ở nơi Liêu Tây này, nhất là khi phái ra nhiều lực lượng như vậy, nếu không hạ được Liêu Tây, trưởng lão như bọn họ sẽ không tránh khỏi trách nhiệm, thậm chí sẽ bị trừng phạt. Hai vị trưởng lão đều biết điều này, vì vậy họ càng liều mạng triển khai các đòn tấn công Diệp Vô Phong, nhưng sau khi Diệp Vô Phong lấy dao găm lại, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Các thành viên của kiếm lẫm không có cách nào để xông lên, vì vậy chúng không có tác dụng gì, lúc này Diệp Vô Phong đã giết chết nhiều thành viên của kiếm lẫm. Hai vị trưởng lão phẫn nộ xông lên, nhưng vẫn không có cách nào giết chết Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong liếc mắt, thấy tam trưởng lão đang hồn hền, nhanh chóng bắt được một sơ hở của tam trưởng lão anh né tránh cú trưởng của tam trưởng lão, sau đó lách mình sang bên cạnh tam trưởng lão, sợi dây thép trên tay đã quấn quanh tam trưởng lão. Tam trưởng lão sừng sốt, còn sắc mặt tứ trưởng lão thì đầy vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong chỉ cười cười, trực tiếp rút dây thép trong tay về. Dây thép bị rút với tốc độ nhanh có lực sát thương chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén, vẻ mặt của tam trưởng lão cứng ngắc, vết thương gần như chia cắt cơ thể ông ta ra làm đôi. Tam trưởng lão ngã xuống đất, sợi dây thép mà diệp vô phong nắm lấy cuối cùng cũng bị tứ trưởng lão nhìn thấy bởi vì trên đó có dính máu của tam trưởng lão diệp vô phong cười nói cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút xem ra bây giờ tôi có thể chắc chắn giết sạch các người rồi tứ trưởng lão hít sâu một hơi nắm chặt hai tay đối mặt với diệp vô phong ông ta biết hiện tại mình nhất định không phải là đối thủ của diệp vô phong nhưng ông ta cũng không sợ hãi chút nào bởi vì ngoài bản thân ra còn có các thành viên của kiếm lẫm chỉ cần có thành viên của kiếm lẫm ở bên cạnh quấy rối, Diệp Vô Phong nhất định sẽ không thể đánh bại ông ta. Diệp Vô Phong nhìn tứ trưởng lão còn muốn chiến đấu, lập tức vỗ tay tán thưởng, có dũng khí lắm, đến bây giờ mà vẫn muốn chiến đấu với tôi, xem ra thực lực của ông cũng soảng xĩnh thôi, nhưng tâm trạng vẫn không tệ. Tứ trưởng lão tức giận nói, đồ khốn kiếp, mày dám giết tam trưởng lão, tao sẽ không bao giờ buông tha cho mày. Diệp Vô Phong chỉ cười cười, thật sao? Vậy ông tiến lên đi, bớt nói nhảm lại, nếu ông tiến lên, tôi sẽ đưa ông đi gặp tam trưởng lão luôn. Tứ trưởng lão ra tay, tung một quyền về phía Diệp Vô Phong, các thành viên của kiếm lẫm dùng hết sức lao về phía Diệp Vô Phong, như thể họ không cần mạng sống của mình nữa. Diệp Vô Phong nhất thời có chút chóng ngợp, không phải anh chưa gặp người muốn chết, nhưng những người muốn chết kia căn bản đã mất đi lý trí. chương 684, chết lâu rồi. Tuy nhiên, những thành viên kiếm lẫm này không hề mất lý trí, dù không muốn sống nhưng họ vẫn luôn muốn đánh đổi mạng sống của mình để lấy một thứ gì đó cho dù làm diệp vô phong bị thương cũng được chính vì suy nghĩ như vậy mà diệp vô phong đã gặp phải một tình huống vô cùng khó khăn mặc dù có thể giết bất kỳ thành viên nào của kiến lẫm tiếp cận anh nhưng trước khi bị anh giết đối phương có thể gây ra một chút phiền toái cho anh sẽ có lợi cho đòn công kích của tứ trưởng lão hơn nữa sức lực kia vẫn rất mạnh mẽ đây là muốn một hơi giết chết anh diệp vô phong thở dài Đương nhiên anh biết tình huống này, nhưng không ngờ tứ trưởng lão lúc này lại có thể vững vàng như vậy. Sau cái chết của Tam trưởng lão, theo lý mà nói, sức mạnh của những người này sẽ phải giảm đi. Nhưng anh đột nhiên phát hiện sau cái chết của Tam trưởng lão, những người này và tứ trưởng lão đều phát huy hết tiềm lực, không ngừng đẩy lùi anh. Sau một hồi chiến đấu, Diệp Vô Phong mới nhận ra Tam trưởng lão và tứ trưởng lão đồng thời ra tay không phải vì hai người ăn ý nhau, mà là bởi vì nếu một trưởng lão chết trong trận chiến này, tất cả mọi người sẽ trở nên cam phấn, lúc ấy sẽ kích thích tiềm năng của bọn họ. Hơn nữa những người kiếm lẫm này biết rằng nếu nhiệm vụ thất bại, họ sẽ không thể sống sót và chính vì điều này mà họ mới có thể liều mạng không muốn sống như vậy. Sau khi Diệp vô phong suy nghĩ cẩn thận, anh hét lớn một tiếng, thu lại dao găm, nắm chặt trong tay rồi đâm về phía tứ trưởng lão va chạm mạnh với trưởng của tứ trưởng lão. Bịch, lấy tổn thương đổi cái chết. Diệp vô phong biết đây là việc phải làm bởi vì nếu hiện tại không làm anh chỉ có thể bất lực nhìn mình bị tứ trưởng lão làm hao mòn sức lực đến chết đòn tấn công của tứ trưởng lão rất mạnh mẽ khiến diệp vô phong bay lộn ngược ra ngoài đánh vào bồn hoa tứ trưởng lão ôm trái tim của mình trận to hai mắt cuối cùng ngã xuống đất chết không nhắm mắt khi tứ trưởng lão vừa chết những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc đều biết tất cả trận chiến của bọn họ đều xoay quanh tứ trưởng lão hiện tại tứ trưởng lão đã chết cho dù bọn họ có động thủ thì cũng không hề có trình tự quy tắc gì nữa. Mặc dù bây giờ nhìn Diệp vô phong ngã trên thảm hoa, cũng đã bị thương nặng. Phải một lúc lâu sau, Diệp vô phong mới đứng dậy khỏi bồn hoa, ho khan hai tiếng, bình tĩnh nhìn về phía các thành viên kiếm lẫm làm sao vậy, trưởng lão của các người đã chết, các người không tính sông lên sao. Nói xong, tất cả các thành viên bắt đầu lao về phía Diệp vô phong, Diệp vô phong lúc này đã khí huyết cuồn cuộn, anh biết xương sườn của mình đã bị gãy mấy cái nội thương rất nghiêm trọng nhưng anh vẫn không bỏ trốn chỉ là mấy con gà thôi mà muốn giết anh ư chờ kiếp sau đi anh lại cầm con dao găm trong tay ngay khi anh định tung dao ra một bóng đen đột nhiên bay tới nằm chắn giữa anh và các thành viên của kiếm lẫm các thành viên của kiếm lẫm đều nhìn rõ bóng đen trên mặt đất và mở to mắt ngũ trưởng lão cũng đã chết đường chảm mang theo một thanh trường đao lãnh đạm nói, em thật sự không ngờ giết một tên trưởng lão như vậy mà lại phải dùng đến vũ khí của chính mình. Diệp vô phong có chút chật vật nhìn đường chảm, nhưng vẫn cười cười, không tồi. Đường chảm đắc ý nói, đương nhiên, yên tâm đi, mấy tên nhóc này cứ giao cho em là được rồi, em sẽ cho bọn chúng biết chết một cách sảng khoái là như thế nào. Diệp vô phong nhún vai, nếu đường chảm đã đến, anh cũng không cần phải tiếp tục kiên trì nữa. Lúc này, những thành viên của kiếm lẫm nhìn đường chảm đang từng bước tiếp cận bọn họ, tất cả đều sợ hãi lui về phía sau, tuy bọn họ đều không muốn sống nữa, nhưng ba vị trưởng lão đã chết trước mặt bọn họ, dù sao cũng khiến trong lòng bọn họ bị đả kích, mấy trưởng lão là tín ngưỡng của bọn họ. Bây giờ tín ngưỡng đã mất, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi cho bọn họ. Nếu trưởng lão còn sống, cho dù chỉ có một người, bọn họ nhất định sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn họ tin chắc trưởng lão sẽ giết được địch, nhưng chuyện đang xảy ra bây giờ là hai người diệp vô phong đã giết chết ba vị trưởng lão đặc biệt là diệp vô phong đã giết cả hai vị trưởng lão các thành viên kiếm lẫm đều không thể chấp nhận được điều này cuối cùng bọn họ bắt đầu xoay người bỏ chạy ra ngoài bởi vì bọn họ biết hiện tại không có cách nào tiếp tục chiến đấu các trưởng lão đều đã chết hết rồi sau khi diệp vô phong nhìn bọn họ rời đi đột nhiên nở nụ cười xem ra mình đã nghĩ đúng chỉ cần giết chết trưởng lão bọn họ sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Đường chảm cười nói, lão đại, anh nghĩ chúng ta có nên vào nhà không, dù sao bây giờ chúng ta đã giết hết mọi người rồi. Vào lúc này, xung quanh rất yên tĩnh, kẻ thù dường như đã rời khỏi đây. Diệp vô phong hít sâu một hơi rồi đi về phía trước, nội thương của anh rất nghiêm trọng, mỗi bước đi, thân thể đều đau dữ dội, nhưng anh vẫn cố chấp. Đi một đường về phía trước, Diệp vô phong phát hiện ra chỉ còn lại nguyên trần đang ngồi trên ghế đầu trong toàn bộ đại sảnh. Nguyên trần mở to mắt nhìn thẳng vào hai người ở cửa. Ông ta chết rồi. Đường chạm trong nháy mắt có thể nhìn ra manh mối. Diệp vô phong gật đầu. Anh không ngờ nguyên trần sẽ không chịu được trước khi anh tới. Đúng là khiến người ta bất lực. Lúc này phong mãn lâu đã công phá được phòng ngựa của kiếm lẫm và lính đánh thuê. Lúc này họ đang lao tới đây. Du kinh hồng và một nhóm người cũng đã xử lý đám lính đánh thuê đó rất nhiều lính đánh thuê đã di tản khỏi nhà họ Nguyên. Khi Diệp Vô Phong rút lui khỏi đại sảnh, trận chiến đã kết thúc, lúc này toàn bộ nhà họ Nguyên đã vỡ nát, dấu vết của vụ nổ bom, vết đạn từ những viên đạn, vết máu ở khắp nơi, đủ cho thấy nơi này đã trải qua một trận chiến tàn khốc. Lúc này, mọi người bước ra sảnh và thở dài khi thấy Nguyên Trần đã chết. Sau khi Lộc Thâm Lâm đến phòng an toàn, đột nhiên phát hiện phòng an toàn đã được dọn sạch rồi, anh ta sững sờ một lúc, du kinh hồng cũng rất sửng sốt khi đến đây cô ta đến bên cạnh diệp vô phong mọi thứ trong phòng an toàn đều đã được dọn đi diệp vô phong cười nói yên tâm đi lần trước tôi đã kiểm tra trong phòng an toàn không có vạn sơn hồng biến mà cô cần cho nên nếu nhà họ nguyên thực sự có bức tranh đó thì chắc có lẽ vẫn còn ở nơi này cho nên nếu cô muốn tìm thì có lẽ vẫn tìm được du kinh hồng chỉ có thể gật đầu bất lực sau khi nghe điều này Mọi người của cục Hồng Thuẫn lần lượt bắt đầu tìm kiếm nhà họ Nguyên, nhưng Diệp Vô Phong đã tìm được một chiếc ghế đầu, ngồi xuống vẫy tay với đường chảm. Anh cho đường chảm một ánh mắt. Nhìn theo ánh mắt của Diệp Vô Phong về phía một hành lang, đường trảm lập tức chương 685, lấy được bức tranh. Lúc này, Lộc Thâm Lâm đến bên Diệp Vô Phong và nói, Diệp Vô Phong, anh hơi quá đáng rồi nhỉ. Biện pháp hòa bình mà anh nói đến là giết nhà họ Nguyên không để lại mảnh giáp nào thế này sao? thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn tôi cũng không hiểu tại sao cục hồng thuẫn lại thu nhận một tên sát nhân như anh đấy diệp vô phong thờ ơ nói liên quan gì đến anh không liên quan nhưng chỉ cần tôi báo cáo toàn bộ chuyện này anh cho rằng những người phía trên vẫn sẽ dùng anh sao lộc thâm lâm cười nhạo nói diệp vô phong thờ ơ nói vậy anh báo cáo đi nếu không hợp tác thì tốt hơn anh cho rằng tôi nguyện ý hợp tác với các anh sao Du Kinh Hồng vội vàng chạy tới ngăn cản Lộc Thâm Lâm, cô ta biết sự hợp tác của Diệp Vô Phong với Cục Hồng Thuẫn thực sự mang lại hiệu quả cao cho Cục Hồng Thuẫn, ít nhất những nhiệm vụ không thể hoàn thành trước đó, đều có thể hoàn thành khi rơi vào tay Diệp Vô Phong. Lúc đầu, nhiệm vụ ghép 8 bức tranh lại với nhau, nhưng không ai có thể nhận nó, bởi vì độ khó của loại nhiệm vụ này là quá lớn. Cô ta thực sự không muốn Diệp Vô Phong bị Lộc Thâm Lâm đổ oan. Lộc Thâm Lâm thật sự không ngờ Diệp Vô Phong lại kiêu ngạo như vậy, anh ta cười khẩy nói tôi đã biết những người từ bên ngoài như anh sẽ không bao giờ dễ dàng tuân theo sự sắp xếp của cuộc hồng thuẫn như vậy đồng ý làm nhiệm vụ này cũng chỉ là kế tạm thời của anh thôi đúng không diệp vô phong nhún vai hiện tại anh đã nói hết rồi tôi cũng không cần giải thích cái gì xem ra anh thật sự là đồ cặn bã lộc thâm lâm nghe xong lời này rất bực mình nhìn anh ý của anh là gì diệp vô phong cười nói anh cảm thấy thế nào thì chính là thế đó tôi thật sự sẽ không phục vụ anh nữa. Nhưng mà Diệp Vô Phong biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, anh không có cách nào rời khỏi nơi này, toàn thân đau đớn dữ dội, cứ như có dao liên tục cắt vào người anh. Diệp Vô Phong lúc này không muốn nói gì với anh ta, anh chỉ muốn mau chóng chữa lành vết thương cho mình, đường chảm đã đi tìm, vạn sơn hồng biến, theo ý nghĩ của anh. Chỉ cần tìm được thì có thể giao bức tranh cho Du Kinh Hồng. Đường chảm nhanh chóng đi ra khỏi đó, cầm trong tay bức vạn sơn hồng biến, trên mặt tràn đầy ý cười, lão đại, đúng như anh nghĩ, bức tranh này đang treo trong phòng ngủ của Nguyên Trần, chắc là ông ta còn không biết giá trị của bức tranh này, chỉ coi như một bức tranh cổ thôi. Diệp vô phong thờ ơ nói, điều này cũng giải thích tại sao trong phòng an toàn không có bức tranh này. Nếu chỉ là một cuộn tranh cổ, vậy thì ông ta thật sự không cần cất vào trong phòng an toàn. Sau khi Du Kinh Hồng nhận lấy cuộn tranh, cô ta thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng, nhiệm vụ của chúng ta đã được giải quyết. Lộc thâm lâm lúc này mới tò mò hỏi, nhiệm vụ của các người là bức tranh này sao? Du Kinh Hồng lắc đầu, đây là một nhiệm vụ khác của Cục Hồng Thuấn chúng ta, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là nhà họ Nguyên. Lộc thâm lâm lúc này mới gật đầu, nhưng lại hơi khó chịu nhìn Diệp vô phong, vậy cuối cùng, tôi sẽ báo cáo những việc anh đã làm ở nhà họ Nguyên lên trên. Tôi nghĩ Cục Thanh tra Quốc gia nhất định sẽ sớm đưa ra quyết định diệp vô phong nhún vai anh muốn thế nào cũng được hiện tại tôi mệt lắm tôi muốn về nhà du kinh hồng đi đến trước mặt diệp vô phong diệp vô phong ra hiệu cho đường trảm qua đỡ tôi du kinh hồng sửng sốt nhanh chóng tiến lên đỡ anh về phần đường trảm tất nhiên là anh ta dừng lại khi nhìn thấy cảnh này vì có du kinh hồng nên anh ta không cần thiết phải đi lên hơn nữa anh ta rất vui khi nhìn thấy hình ảnh này anh ta biết rằng chuẩn bị có kịch hay để xem rồi diệp vô phong được du kinh hồng đỡ dậy vẻ mặt thay đổi nhanh chóng phun ra một ngụm máu du kinh hồng sợ hãi nhìn anh anh sao vậy diệp vô phong lắc đầu sắc mặt như giấy vàng không sao chỉ là đã xảy ra chút chuyện bị người của kiếm lẫm tính kế nhưng sẽ không chết đâu cứ nghỉ ngơi một lát là được du kinh hồng hít một hơi thật sâu sau khi nghe lời này đương nhiên cô ta biết tình huống này chắc chắn không đơn giản như anh nói vết thương của diệp vô phong rất nghiêm trọng diệp vô phong nhanh chóng áp chế thương thế lau vết máu nơi khóe miệng sau đó hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài du kinh hồng lo lắng bước tới tôi cảm thấy tôi nên đưa anh trở về thì tốt hơn thương thế hiện tại của anh nhất định không đơn giản nội thương rất nặng diệp vô phong cười nói tôi đương nhiên biết nội thương rất nặng nhưng đối với tôi mà nói những thứ này đều không là gì cả chỉ cần tôi không chết là được rồi hơn nữa cô nhìn tôi đi chỉ cần không dùng sức chỉ cần không chiến đấu như vậy thì sẽ không khác gì người bình thường cả du kinh hồng vẫn rất lo lắng cô ta cũng biết diệp vô phong đang cố gắng chống đỡ trong lúc nhất thời cô ta không hiểu tại sao diệp vô phong lại làm chuyện như vậy rõ ràng là đã bị thương rồi tại sao cứ đòi đi ra ngoài lúc này không phải là lúc chữa thương sao sau khi bước ra khỏi cổng nhà họ nguyên diệp vô phong ưỡn thẳng ngực nở nụ cười sau đó đẻ nén thương tích lại anh cười cười bước nhanh tới chỗ lâm thư âm vợ à, anh về rồi. Xu Kinh Hồng vốn đi theo Diệp Vô Phong, nhưng bước chân của cô ta đã dừng lại, cuối cùng cô ta cũng biết tại sao Diệp Vô Phong nhất quyết muốn ra ngoài, hóa ra là đến bên cạnh Lâm Thư Âm. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi quay người bước vào trong, cô ta biết mình còn rất nhiều việc phải làm, nhất định không được vì chuyện này mà thay đổi tâm trạng. Đường chảm ở một bên cười khà khà, tiểu yêu đi tới trước mặt anh ta, ướn cổ hỏi, lão đại, anh cười cái gì vậy? đường chảm vỗ vào gáy tiểu yêu ai cười chứ cậu huấn luyện còn chưa đủ sao tôi biết rồi từ hôm nay trở đi tôi sẽ huấn luyện cậu mỗi ngày tiểu yêu nghe vậy sắc mặt như đưa đám nhưng anh ta biết thực lực của đường chảm nếu bắt đầu huấn luyện anh ta nhất định sẽ rất đau khổ yêu tử đi đến bên cạnh đường chảm em đã lắp định vị trên những chiếc xe đó em cũng nhìn thấy ai đã lái xe đi đường chảm nhìn yêu tử yêu tử lấy ra một tấm ảnh chụp đường chảm cao mày sau khi nhìn thấy bức ảnh, tôi không biết người này, các người có biết đây là ai không? Yêu tử nói, em có biết Tống Thanh Vân, nhưng thực sự không biết người ở bên cạnh Tống Thanh Vân là ai, nhưng mà em đã điều tra, hắn là người nhà họ Nguyên, tên là Nguyên Phong, bình thường chỉ là một tên không gây ra được sóng gió gì, nếu không phải hắn lấy đồ trong phòng an toàn đi, bọn em cũng không biết nhà họ Nguyên còn có nhân vật như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 686, cá lọt lưới. Đường chảm suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy thì đi theo hắn đi, tôi muốn xem hắn sẽ dở trò gì. Yêu tử gật đầu và rời đi với một vài người. Đường chảm cũng cùng tiểu yêu rời khỏi nơi này, anh ta biết hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc, cho nên bọn họ sẽ không cần tiếp tục ở đây nữa. Bọn họ là thành viên của Long Môn, đương nhiên giao thiệp với Cục Hồng Thuấn cũng không tốt, hiện tại lại có thêm một lộc thâm lâm nữa. Lộc Thâm Lâm này là thành viên của Cục Thanh tra Quốc gia. Tuy Cục Thanh tra Quốc gia có ít quyền hạn đối ngoại, nhưng nếu là một thế lực nước ngoài thì đó là một vấn đề khác. Lộc Thâm Lâm nhìn đường chảm cũng rời đi, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, phát hiện mình từ khi tới nơi này không được tiếp đón tốt, hình như mọi người đều có mâu thuẫn với anh ta. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, các người cho rằng tôi không phát hiện được khiếm khuyết trong cách thức làm việc của các người sao. Còn dám đối xử với tôi như vậy anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho người của Cục Thanh tra Quốc gia. Diệp vô phong đưa Lâm Thư âm rời khỏi nhà họ Nguyên, anh không cần phải tự mình hoàn thành công việc, mọi việc anh phải làm đều đã làm xong, anh tin rằng Du Kinh Hồng sẽ tự mình giải quyết những việc còn lại. Anh chỉ cần quay về và ngủ một giấc là được. Hoa Vũ cũng đang theo dõi chuyện của công ty Hoa Cường nên khả năng cao là sẽ không xảy ra vấn đề gì, bây giờ nhà họ Nguyên đã kết thúc, mọi người đều biết là công ty Hoa Cường đã làm chuyện đó, nếu đúng như vậy thì những doanh nhân kia sẽ tuyệt đối không dám đi quá nửa bước. Nguồn lực mà công ty Hoa Cường có được là hoàn toàn không thể thiếu. Những người ở Liêu Tây kia nhất định không dám thèm muốn những thứ của công ty Hoa Cường, nếu có thể giải quyết được nhà họ Nguyên thì việc hạ bệ công ty nhỏ, xí nghiệp nhỏ bám vào nhà họ Nguyên rất dễ dàng. Cho nên hiện tại anh hoàn toàn không lo lắng, nhưng anh cũng biết mình còn có việc phải làm ở Liêu Tây. Đưa Lâm Thư Âm trở về nhà, Diệp Vô Phong không làm gì cả, chỉ ôm Lâm Thư Âm ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ anh có thể nhanh chóng khôi phục thân thể, những nội thương kia cũng có thể bị tiêu trừ khi anh vận Long Tượng Thần công. Lâm Thư Âm cũng phát hiện đêm nay Diệp Vô Phong rất kỳ quái, nhưng nhìn Diệp Vô Phong cũng không thấy có vấn đề gì, vì vậy cô liền nằm xuống bên cạnh anh ngủ thiếp đi. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau tỉnh lại, Diệp Vô Phong hít một hơi thật sâu, cảm thấy vết thương trong người đã tốt lên rất nhiều, nên ôm lấy Lâm Thư Âm ngủ tiếp nhưng lâm thư âm lúc này đã dậy rồi cô tức giận nói anh còn ngủ à hôm qua vừa về là anh đã bắt đầu ngủ mai dậy đi em sẽ nấu bữa sáng cho anh diệp vô phong nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên đường trảm đến nhà diệp vô phong diệp vô phong ngồi ở trên ghế đầu nhìn đường trảm đang tươi cười nói đã in rồi à đường trảm vội vàng gật đầu lão đại in thì in nhưng như anh cũng biết trong tay chúng ta chỉ có ba bức tranh vẫn không có cách nào biết được vị trí của kho báu kia. Diệp vô phong mỉm cười, tôi cũng không nói chúng ta sẽ đi tìm kho báu kia, chỉ đề phòng thôi. Đường chảm có chút khó hiểu, nếu không phải là đi tìm kho báu, tại sao lại thu thập những bức họa này? Diệp vô phong giải thích, thực ra, tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ, luôn hơi lo lắng. Tôi cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cuộc hồng thuẫn, dường như họ chờ đợi điều gì đó. Đường chảm nghe xong, đột nhiên bừng tỉnh, vậy em hiểu rồi, ý của anh là có người muốn động tay với những bức tranh này. Diệp vô phong gật đầu, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ giữ một phần cho mình là được. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hơn nữa, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, tôi không thể để thành quả rơi vào tay khác được. Đường chảm suy nghĩ một chút rồi nói, nhà họ Nguyên có mang thứ gì đó đang hướng về Long Sơn, chắc là bọn họ dự định rời khỏi Liêu Tây. Diệp vô phong cau mày, anh không biết điều này, ý cậu là một số thành viên của nhà họ Nguyên đã lấy đồ từ phòng an toàn rồi rời đi khi chúng ta chiến đấu với Nguyên Trần Ư. Đường chảm gật đầu, đúng vậy, người này rất thông minh, chuyên đi mấy con đường nhỏ, nếu không có người yêu tử theo dõi, chúng ta đã mất dấu anh ta rồi. Diệp vô phong suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi, có lẽ tôi biết anh ta muốn làm gì, nói là đi tiêu diệt nhà họ Nguyên, nhưng thật ra bỏ sót một số người cũng là chuyện bình thường. Diệp Vô Phong chưa bao giờ nghĩ tới việc đuổi cùng giết tận, dù sao hiện tại cục diện chung đã kết thúc, nhà họ Nguyên cũng không có cách nào xoay chuyển được, cho dù có thả một ít người của nhà họ Nguyên cũng không tổn hại gì. Chỉ là anh cũng muốn biết người nhà họ Nguyên muốn làm gì, dù sao thì ngoài việc trốn đi, người đó còn lấy đi của cải của nhà họ Nguyên. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Đường chảm cười nói, lão đại, có cần em giết hắn không? Diệp vô phong lắc đầu, tạm thời không cần, cứ việc đi theo là được. Nương chảm gật đầu rồi rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Diệp Vô Phong cũng đưa Lâm Thư Âm đến công ty, còn bản thân anh đến nhà họ Chu, mọi chuyện ở đây đã được giải quyết nhưng vẫn còn một số việc phải xử lý. Nhà họ Chu là một trong số đó. Sau khi anh đến nhà họ Chu, tất cả người nhà họ Chu đều kính nể, bọn họ đều biết tình hình của Diệp Vô Phong, công ty Hoa Cường thật sự đã giết chết nhà họ Nguyên, hiện tại có thể nói Liêu Tây là của công ty Hoa Cường, Sống chết của nhà họ Chu đều nằm trong tay Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong thờ ơ nhìn Chu Hoa Liên, hiện tại Chu Hoa Liên đã làm đại diện cho gia chủ được một khoảng thời gian rồi, nhưng Chu Tử Đồng vẫn chưa trở lại, cho nên mọi người cũng đã quen để cho Chu Hoa Liên xử lý mọi việc. Sau khi Chu Hoa Liên lên làm đại diện gia chủ, sắc mặt của ông ta tự nhiên thay đổi, xử lý mọi việc trong gia đình rất tốt, đây là điều mà người nhà họ Chu chưa từng thấy ở Chu Hoa Liên. Diệp Vô Phong đi tới trước mặt Chu Hoa Liên, ngồi trên ghế, lãnh đạm nói, bây giờ nhà họ Nguyên đã xong đời, tôi sẽ thực hiện những gì đã hứa lúc đầu, vì nhà họ Chu của ông luôn đi theo công ty Hoa Cường, vậy thì lần này các người cũng có công trạng, các người muốn gì thì cứ nói thẳng ra là được. Chu Hoa liên lắc đầu, chúng tôi không cần gì cả, nhưng nếu nhà họ Chu gặp khủng hoảng, tôi hy vọng công ty Hoa Cường có thể giúp đỡ. Diệp Vô Phong gật đầu, đương nhiên tôi có thể đồng ý loại chuyện này, nhưng chỉ cần công ty Hoa Cường còn ở Liêu Tây, thì chuyện này sẽ không xảy ra, trừ phi các người làm chuyện phạm pháp." Chu Hoa Liên khẳng định, chúng tôi sẽ không làm những việc phạm pháp. Dù sao thì tôn chỉ của nhà họ Chu luôn là như vậy. Nếu nhà họ Chu của chúng tôi chọn làm những điều bất hợp pháp thì lúc trước nhà họ Nguyên đã không cần gặp nhà họ Chu chúng tôi rồi. Chương 687, tâm cơ quá sâu. Diệp Vô Phong biết những gì Chu Hoa Liên nói là sự thật, ban đầu nhà họ Nguyên luôn coi thường nhà Chu. Bởi vì xí nghiệp của nhà họ Chu đều là xí nghiệp rất chính quy, nhưng những mối làm ăn béo bở đó thì nhà họ Chu hoàn toàn không dính dáng đến, khiến nhà họ Nguyên rất bất mãn, mặc dù không đến mức phải loại bỏ nhà họ Chu. Nhưng cũng chưa bao giờ cho nhà họ Chu một cái nhìn thiện cảm, thậm chí có lúc còn cố tình đem chuyện đó ra để bàn tán. Sau khi Diệp Vô Phong và Chu Hoa Liên thảo luận xong, anh trực tiếp đi ra ngoài, sau khi rời khỏi nhà họ Chu, anh quay đầu nhìn về phía bên kia đường. Có một chiếc xe và một người đang đứng bên cạnh xe. Đó là Chu Tử Đồng, sáng sớm Chu Tử Đồng đã ra khỏi nhà họ Nguyên nhưng vẫn không lộ diện, đương nhiên Diệp Vô Phong biết tình huống gì. Anh chỉ không ngờ Chu Tử Đồng lại có tâm cơ thâm sâu như vậy, đối với nhà họ Chu, anh ta thật sự không tiếc công sức, thậm chí còn sẵn sàng liều mạng. Anh đi đến trước mặt Chu Tử Đồng, Chu Tử Đồng chỉ nở một nụ cười trên môi. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, anh xuất hiện lúc này định thẳng thắn với tôi sao? Chu tử đồng cười nói, đúng vậy, dù sao tôi đang nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhà họ Nguyên đã xong đời, nhà họ Chu cũng không cần khiêm tốn ở Liêu Tây nữa. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, rách là do anh gọi tới đúng không? Chu tử đồng gật đầu và thừa nhận không chút do so dự, như thể anh ta không có ý định che giấu điều đó. Diệp Vô Phong nói, anh thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Để kích thích tôi công kích nhà họ Nguyên anh còn dám công kích vợ của tôi chu tử đồng thở dài một hơi tôi không thể đợi lâu được nữa nếu như không có chuyện ám sát vợ anh chuyện anh đối phó với nhà họ nguyên sẽ cứ hoãn lại dù sao phải có người ra tay chống lại nhà họ nguyên chứ không phải sao diệp vô phong suy nghĩ một chút hỏi vậy anh nghĩ tôi nên làm gì với anh anh cũng biết tôi chưa bao giờ là người mềm lòng mà chu tử đồng gật đầu đương nhiên tôi biết chuyện này cho nên tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự tha thứ của anh về phần nhà họ chu họ không biết gì cả cho nên xin anh đừng chút hết thù hận với tôi lên nhà họ chu tôi đồng ý diệp vô phong đồng ý mà không cần suy nghĩ anh biết dù thế nào thì chu tử đồng cũng sẽ chết nếu đã ra tay với lâm thư âm thì chu tử đồng không còn đủ tư cách để sống vì vậy bây giờ anh liền đồng ý với những gì chu tử đồng nói chu tử đồng lên xe sau đó lao về phía trước nhanh chóng lao sang đường sau đó tông vào cầu vượt phía đối diện ầm um, chiếc xe bị hất tung lên chu tử đồng chết ngay trong xe diệp vô phong hít sâu một hơi sau đó xoay người đi về phía công ty bên trong nhà họ chu chu hoa liên đang đứng ở cửa nhìn về phía chiếc xe mím môi ông ta biết người trong xe là ai nhưng ông ta không dám nói gì đây là điều mà chu tử đồng đáng phải nhận Chu Tử Đồng lẽ ra phải nghĩ đến điều này khi anh ta sai người giết Lâm Thư Âm. Và bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đối với nhà họ Chu, sự phát triển của nhà họ Chu ở Liêu Tây trong tương lai chắc chắn sẽ rất tốt bởi vì có công ty hoa cường chống lưng. Nhưng tất cả đều là để đổi lấy mạng sống của Chu Tử Đồng. Ngay từ đầu Chu Tử Đồng đã nghĩ đến cái kết này nhưng phải luôn có người làm loại chuyện này. Chu Hoa Liên xoay người nhìn quản gia bên cạnh đi chăm sóc gì dung đi sau khi diệp vô phong trở lại công ty anh thấy yêu phong đang chống gậy đứng trong phòng làm việc của lâm thư âm sau khi nhìn thấy diệp vô phong ông ta vội vàng đi về phía trước muốn làm gì đây ở bệnh viện không tốt hả diệp vô phong thờ ơ hỏi yêu phong kích động nói nhà họ nguyên đã bị các cậu giết chết rồi phải không tin tức của ông thực sự không nhạy lắm nhỉ tôi còn tưởng hôm qua ông đã biết rồi chứ diệp vô phong cười yêu phong nói nghe nói bốn vị trưởng lão bên kiếm lẫm tới đây lần này đều đã chết hết hả diệp vô phong gật đầu yêu phong vui vẻ nói vậy thì xem ra sự hợp tác của giữa phong mãn lâu và cậu là rất đúng đắn sau này phong mãn lâu sẽ có thể ngồi ở liêu tây rồi diệp vô phong nói loại chuyện này cũng cần ông lo lắng sao yêu phong gật đầu bởi vì chuyện này cấp độ của tôi cũng được thăng rồi sắp thành trưởng lão rồi diệp vô phong cười nói vậy thì chúc mừng ông có thể trở thành trưởng lão rồi yêu phong vui vẻ nói nhưng tôi từ chối diệp vô phong sửng sốt một chút ngay sau đó nghi ngờ nhìn yêu phong yêu phong giải thích cậu biết không tôi không muốn trở thành trưởng lão hoặc địa vị cao hơn khi trở về phong mãn lâu nhưng mà cơ hội ở trước mặt ông từ bỏ như thế này thật sự là không khôn ngoan cho dù trở thành trưởng lão cũng không ngăn cản ông làm gì mà đúng không Diệp Vô Phong không hiểu suy nghĩ của Yêu Phong. Chán thì chán, nhưng trở thành trưởng lão sẽ không ảnh hưởng đến sự chán trường của Yêu Phong, vậy thì tại sao phải từ bỏ? Cơ hội tốt như vậy đang ở trước mặt mà. Yêu Phong cười khổ nói, cậu không hiểu đâu, nếu trở thành trưởng lão, sẽ có rất nhiều chuyện cần tôi phải làm, nhưng tôi chỉ muốn yên ổn làm những việc của riêng mình thôi. Diệp Vô Phong nói, mặc dù tôi vẫn không hiểu, nhưng tôi đồng ý với bất kỳ quyết định nào của ông. Tôi không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì về ông cả." Yêu Phong mỉm cười, theo ý kiến của bên trên, có vẻ như tôi nên chịu trách nhiệm về việc hợp tác với công ty Hoa Cường trong tương lai, cụ thể là bảo vệ Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, bất kể như thế nào, tôi vẫn muốn cảm tạ ông." Yêu Phong xua tay, bớt nói đi, đây là nhiệm vụ của chính tôi, hơn nữa, không phải cậu đã trả thù lao cho tôi rồi sao?" Diệp Vô Phong ngồi trên ghế sofa, hôm nay xem ra không có việc gì giải quyết, có Hoa Vũ và Lâm Thư Âm Thiển lo việc kinh doanh, còn chuyện ở nhà họ Nguyên có Du Kinh Hồng lo. Du Kinh Hồng biết rõ thương thế của anh, cho nên mấy ngày nay sẽ không làm phiền anh. Nguyên Phong lúc này đang ngồi trong xe, vẻ mặt lãnh đạm, đương nhiên anh ta biết luôn có người đi theo mình, nhưng anh ta cũng không lo lắng chút nào, dù sao anh ta cũng đã nghĩ sẽ rời khỏi nơi này rồi tôi thật sự không ngờ nhà họ nguyên đã kết thúc mà vẫn còn có người nhìn chằm chằm vào tôi một miếng bánh lớn như vậy trong tay nhà họ nguyên mà chẳng lẽ không muốn sao nguyên phong lắc đầu thở dài xe đã sớm lái đến một nhà máy sau đó có rất nhiều chiếc xe giống như chiếc mà anh ta đang ngồi trong nhà máy cũng có rất nhiều công nhân khi xe của nguyên phong dừng lại các công nhân bắt đầu xếp mọi thứ vào xe chuyển đi nguyên phong đổi quần áo với một công nhân sau đó lái xe rời khỏi nhà máy Lúc này yêu tử đang thủ ở cổng nhà máy, nhìn thấy nhiều xe cùng lúc chạy ra ngoài, anh ta sững sờ một lúc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. chương 688, anh ta đã trốn thoát. Những chiếc xe ở đây đều giống nhau, lại còn có quá nhiều, sắc mặt anh ta từ từ tối sầm lại, anh ta biết quả nhiên chuyện này sẽ không suôn sẻ như anh ta nghĩ. Đối phương đã biết được thiết bị theo dõi của mình, làm thế nào mà anh ta tìm thấy nó chứ? Yêu Tử tin rằng thiết bị theo dõi của anh ta rất bí mật, đối phương sẽ không thể tìm thấy thiết bị theo dõi nếu không kiểm tra kỹ dưới đáy xe. Nhưng trong tình huống như vậy, thế mà bên kia vẫn biết có người đang theo dõi mình. Yêu Tử lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi cho Đường Chạm, biết mình đã mất dấu, chắc là đối phương đã đổi xe, nhưng anh ta lại không biết là xe nào. Em mất dấu rồi. Sau khi Đường Chạm trả lời điện thoại, Yêu Tử bất lực nói đường trảm tò mò nói cậu còn không biết xấu hổ mà nói à đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi yêu tử bất lực nói thực sự là không có cách nào cả em không ngờ anh ta lại có chiêu khác thật thật giả giả em không thể nào tiếp tục truy lùng được đường trảm rừng dưng nói đã như vậy thì trở về đi dù sao nhà họ nguyên cũng xong đời rồi thả một người cũng không thành vấn đề yêu tử nói vậy thì bây giờ em sẽ quay về sớm biết vậy thì em đã theo anh ta vào nhà máy rồi. Không có sớm biết gì hết, tên Nguyên Phong kia có lẽ cũng có chút đầu óc, nếu không cũng sẽ không nảy ra kế kia. Đường chảm cười nói, yêu tử vừa cúp điện thoại, nhìn về phía nhà máy, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, một loạt xe khác chạy ra, Nguyên Phong cũng nằm trong số đó. Đường chảm đến bên cạnh Diệp vô phong, bất lực nói, mất dấu Nguyên Phong rồi diệp vô phong thờ ơ nói tôi biết rồi một mình anh ta chắc cũng không làm nên sóng gió gì đâu xem ra nguyên phong muốn từ bỏ nhà họ nguyên và muốn tự lang bạt rồi đường chảm cao mày tên khốn kia hẳn là ngay từ đầu đã nghĩ tới loại chuyện này rồi đúng không diệp vô phong mỉm cười đúng vậy nếu tôi đoán không lầm thì trước đó nguyên phong đã định làm chuyện như vậy nhưng nếu nguyên trần không chết nhà họ nguyên vẫn có người tỏa trấn trong tình huống như vậy anh ta sẽ khó làm loại chuyện này đường trảm a một tiếng thật là không tưởng tượng được tâm cơ của người này đúng là thâm sâu ngay cả gia tộc của chính mình cũng muốn tính kế diệp vô phong xua tay đừng nói nhiều nữa hiện tại chuyện của nhà họ nguyên đã giải quyết xong tôi cần phải nghỉ ngơi một chút ước chừng một đoạn thời gian nữa sẽ đi nơi khác đường trảm cười nói dù sao nơi nào anh cũng là để mở rộng công ty hoa cường bây giờ người ở các tỉnh lỵ khác có lẽ rất sợ anh đến diệp vô phong nhún vai ai biết được bọn họ sợ hay không sợ thì tôi cũng sẽ đi. Đường chảm nhìn Yêu Phong, chật chật hai tiếng, rồi bước ra ngoài. Yêu Phong tò mò nhìn Diệp Vô Phong, cậu ta là có ý gì thế? Diệp Vô Phong cười nói, không có ý gì, cậu ta chính là như vậy, ông không cần quan tâm cậu ta đâu. Khu đất mà công ty Hoa Cường mua lại lúc đầu đã xây dựng nguyên mẫu, và có vẻ như không lâu nữa quảng trường có thể chính thức mở cửa. Các doanh nghiệp khác ở Liêu Tây đã nhường chỗ cho công ty Hoa Cường, phía chính phủ cũng đều đã bật đèn xanh. Sự phát triển của công ty Hoa Cường ở Liêu Tây quả thật rất nhanh chóng, giống như toàn bộ Liêu Tây đều đang giúp công ty Hoa Cường vươn lên. Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Thư Âm cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, giao mọi việc cho Hoa Vũ. Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm đi du lịch ở Liêu Tây trong một tuần, trong tuần này, vết thương của Diệp Vô Phong gần như đã lành. Khi trở về thì Du Kinh Hồng đã tìm đến gặp anh. Du Kinh Hồng nói với vẻ khó khăn, tôi thực sự xin lỗi, cuộc thanh tra quốc gia dường như phản đối sự hợp tác của anh với cục Hồng Thuẫn. Diệp vô phong tò mò hỏi, điều này có nghĩa là muốn chấm dứt quan hệ hợp tác với tôi. Du Kinh Hồng lắc đầu, cuộc thanh tra quốc gia sẽ cử người đến điều tra. Cuộc điều tra này có lẽ sẽ liên quan đến công ty Hoa Cường của anh và một số người khác, bao gồm cả đường trảm. Diệp vô phong nhíu mày, cô nói ngay cả đường trảm cũng sẽ bị điều tra ư. Su Kinh Hồng gật đầu, tuy rằng tôi biết loại chuyện này rất không tốt với anh, nhưng cũng không thể làm gì được. Xem ra Cục thanh tra quốc gia đã có được sự đồng ý của bên trên, hơn nữa nếu chỉ có một mình anh thì mọi thứ rất dễ xử lý, nhưng hiện tại anh đã đưa cả tiểu đội tứ đại thiên vương tới đây. Diệp vô phong cười nói, thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không nhất định phải hợp tác với cục Hồng Thuẫn. Nếu đã không tin tôi thì chỉ cần trực tiếp chấm dứt quan hệ là được. Điều này tốt cho tất cả mọi người vẻ mặt Du Kinh Hồng thay đổi, nhưng cô ta nhanh chóng cắn răng nói, tôi hy vọng anh đừng hành động theo cảm tính. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết chuyện này, nhưng tiền đề là anh không được buông bỏ. Diệp vô phong rũi tay ngăn lại lời của Du Kinh Hồng, không phải cô không biết ý của tôi, cô cũng biết lúc đầu là cục Hồng Thuẫn tới tìm tôi, không phải tôi cầu xin để được hợp tác với các người. Trong lòng Du Kinh Hồng cũng có chút tức giận, nhưng cô ta cũng biết Diệp vô phong rất quan trọng nhiệm vụ của bọn họ, nếu không có Diệp Vô Phong thì mọi chuyện thật sự rất khó giải quyết. Xét cho cùng, thực lực của Diệp Vô Phong thực sự thuộc hàng nhất nhì của Hoa Hạ, muốn tìm một người có thể phù hợp với nhiệm vụ này như Diệp Vô Phong thì thật sự không tìm được. Bởi vì Diệp Vô Phong không chỉ mạnh về công phu mà còn rất mạnh về mảng kinh doanh, chỉ với hai loại sức mạnh này, anh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Cục Hồng Thuẫn giao cho họ. Bây giờ nếu Diệp Vô Phong có ý định mặc kệ thì nhiệm vụ lần này cũng sẽ tạm dừng cô ta không hiểu tại sao những người bên trên lại đồng ý với cuộc điều tra của cục thanh tra quốc gia loại điều tra này đơn giản là vô nghĩa nhưng hiện tại cô ta không có cách nào từ chối cuộc điều tra trên vì vậy điều duy nhất cô ta có thể làm bây giờ là xoa dịu diệp vô phong trước sau đó sẽ đi xin bên trên xem xét cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc cô ta phải tìm ra ai ở bên trên dở trò cản trở hoàn toàn tiến độ nhiệm vụ của họ diệp vô phong cười nói quên đi tôi biết chính phủ Hoa Hạ không đơn giản như vậy. Mặc dù cục Hồng Thuẫn độc lập, nhưng vẫn phải chịu ràng buộc, loại ràng buộc này sẽ không có cách nào thay đổi được. Du Kinh Hồng rất tức giận nói, dù vậy, anh cũng không nên trực tiếp chấm dứt hợp tác giữa chúng ta, chuyện này vẫn còn chỗ để hòa giải mà. Diệp vô phong nhún vai, loại chuyện này có chỗ để hòa giải, nhưng cô cần biết rằng cho dù bây giờ có vãn hồi được, nhưng sau đó sẽ có sự can thiệp của lộc thâm lâm và sự nhúng tay của cục thanh tra quốc gia, nhiệm vụ này sẽ có rất nhiều trở ngại. Du Kinh Hồng rơi vào trầm mặc, chương 689, bị loại trừ. Diệp vô phong thờ ơ nói, đã như vậy thì quên đi, tôi tiếp tục làm chủ tịch công ty Hoa Cường của tôi là được, tôi thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của các người, nhất là đường chảm sẽ tuyệt đối không chịu bị điều tra. Tất nhiên Du Kinh Hồng biết rằng mọi thứ cuối cùng sẽ phát triển như thế này, nhưng thực ra cô ta vẫn muốn tranh thủ một chút, suy cho cùng, đối với cô ta, Việc Diệp Vô Phong có ở trong cục Hồng Thuẫn hay không là một điều rất quan trọng. Mặc kệ thế nào, nếu Diệp Vô Phong ở lại cục Hồng Thuẫn thì nhiệm vụ của họ có thể tiếp tục, nếu không có Diệp Vô Phong thì nhiệm vụ của họ sẽ chỉ dẫn đến rất nhiều thương vong nhưng chưa chắc có thể hoàn thành. Cô ta tin rằng những người ở bên trên đã biết về tình hình hiện tại, nhưng cô ta không hiểu tại sao họ lại đồng ý để cục thanh tra quốc gia điều tra về cục Hồng Thuẫn. Nếu không tin tưởng cục Hồng Thuẫn của họ thì cứ trực tiếp giải tán. Nếu lãnh đạo cao nhất ra lệnh giải tán thì cục Hồng Thuẫn của họ sẽ tan rã ngay lập tức. Tuy nhiên cục Hồng Thuẫn không hề xảy ra vấn đề gì, hơn nữa còn có quyền tự do tuyệt đối, chỉ những lãnh đạo cao nhất mới đủ tư cách ra lệnh cho họ, hơn nữa trong lúc bình thường họ cũng có trách nhiệm bảo vệ những lãnh đạo tối cao kia. Vì vậy, quyền lợi của họ có thể nói là rất lớn, nhưng cục thanh tra quốc gia thì lại là một tình huống khác, cục thanh tra quốc gia và cục Hồng Thuẫn đều là những cơ quan độc lập, trên thực tế đều không xâm phạm lẫn nhau cũng không biết trong khoảng thời gian này, cục thanh tra quốc gia đã thổi gió gì, thế mà lại điều tra được bên trong cục Hồng Thuẫn. Bọn họ thật sự không thể tin được điều này, phải biết rằng cục Hồng Thuẫn có sức mạnh rất lớn về đối ngoại, nhưng thực tế là cấm kết bè kết phái, có thể nói là cỏ không có dễ, những lãnh đạo tối cao muốn thế nào thì họ phải thế đó, loại tổ chức này chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho những lãnh đạo tối cao. Nhưng cho dù như vậy, cục thanh tra quốc gia vẫn không tin cục Hồng Thuẫn điều này đương nhiên khiến bọn họ rất tức giận bọn họ biết điều đó rất vô lý nhưng bất kể như thế nào cục thanh tra quốc gia đã ra tay cho nên cục hồng thuẫn chỉ có thể theo dõi sự điều tra của cục thanh tra quốc gia thôi chỉ là kết quả của việc tiếp tục như vậy là diệp vô phong sẽ trực tiếp hủy bỏ hợp tác cô ta biết rất rõ điều này diệp vô phong không thích bị điều tra cho dù không còn là chỉ huy của long môn anh vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo đó Đến Hoa Hạ vốn đã là lấy thân phận khác, kết quả là sau khi đồng ý hợp tác của Cục Hồng Thuẫn, anh còn phải bị điều tra, đây nhất định không phải chuyện mà Diệp Vô Phong có thể chấp nhận được. Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nhìn Du Kinh Hồng, cuối cùng Du Kinh Hồng phải lựa chọn thỏa hiệp, cô ta nhìn Diệp Vô Phong, tôi hy vọng sau khi điều tra xong, anh vẫn có thể hợp tác với chúng tôi. Diệp Vô Phong cười tủm tỉm nói, để xem, vừa khéo trong khoảng thời gian này không có việc gì, tôi có thể dẫn vợ đi du lịch một chuyến. Du Kinh Hồng không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi nơi này. Lộc Thâm Lâm lúc này đang ngồi trong văn phòng chính phủ ở Liêu Tây, nhìn Du Kinh Hồng vội vàng đi vào, anh ta lập tức vui vẻ nói, như thế nào, Diệp Vô Phong có nguyện ý chấp nhận điều tra không? Nếu có thì tôi sẽ phái người tới công ty Hoa Cường ngay bây giờ. Du Kinh Hồng chỉ lạnh lùng nhìn Lộc Thâm Lâm, cô ta rất không hài lòng với bộ dạng đắc thắng này của tên tiểu nhân này, nhưng cô ta cũng biết bây giờ không phải lúc để giải quyết vấn đề một cách hấp tấp, cô ta phải chấm dứt cuộc điều tra này, rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Lộc Thâm Lâm cười nói, nhưng các cô đã hợp tác với cuộc điều tra của Cục Thanh tra Quốc gia chúng tôi, vậy thì tôi sẽ chấn áp chuyện của nhà họ Nguyên trước, nếu không thì các cô cũng sẽ khó giải thích chuyện của nhà họ Nguyên, nhiều người chết như thế, cứ như thể có một cuộc tấn công ở Liêu Tây vậy. Du Kinh Hồng nắm chặt tay, lạnh lùng nói, Lộc Thâm Lâm, tôi chỉ hy vọng anh sẽ không hối hận vì những gì đã làm, đến lúc bên trên truy xét xuống, anh tự nghĩ nên gánh chịu hậu quả như thế nào đi. Lộc thâm lâm cười nói, tôi không biết cô đang nói gì cả, tôi làm những việc theo quy định của Cục Thanh tra Quốc gia thôi. Tôi chỉ nói, nếu có bất kỳ thất bại nào trong nhiệm vụ tiếp theo, tôi sẽ báo cáo vấn đề này, tôi sẽ báo cáo sự thật về ảnh hưởng của bên anh. Lộc thâm lâm nghe xong cũng chẳng để bụng, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, Diệp vô phong thật sự quan trọng như vậy sao? Sao tôi lại không biết thế? Thực ra cô chỉ vì chuyện của người tiền nhiệm của cô là Khương Bách Thừa, cho nên mới giữ Diệp Vô Phong thôi. Du Kinh Hồng chỉ hờ hững nhìn Lộc Thâm Lâm, cô ta không muốn giải thích nhiều với Lộc Thâm Lâm, dù sao cô ta cũng biết Lộc Thâm Lâm chỉ là một tên dâu rìa, nếu không phải ở Cục Thanh tra Quốc gia thì cô ta cũng sẽ không biết một tên như vậy. Cô ta chỉ lãnh đạm nói, mặc dù tôi không biết anh đang nói gì, nhưng anh hiểu mình đang làm gì là tốt rồi. Nếu không có gì khác, Cục Hồng Thuẫn sẽ tiến vào Trường An, tỉnh Tây Sơn, cho nên nếu anh muốn tiếp tục điều tra, vậy thì cứ đi theo. Lộc Thâm Lâm nở nụ cười, đương nhiên rồi. Sau khi Du Kinh Hồng rời đi, Lộc Thâm Lâm liền thu hồi nụ cười, anh ta biết vị trí của Du Kinh Hồng trong cục Hồng Thuẫn, tuy rằng chỉ là thân phận đội trưởng, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì sau này vị trí cục trưởng cục Hồng Thuẫn sẽ là của Du Kinh Hồng. Người phụ nữ này có tiền đồ vô lược, nhưng cho dù như vậy, Lộc Thâm Lâm vẫn lựa chọn chống lại Du Kinh Hồng, không phải vì Du Kinh Hồng, mà là vì Diệp Vô Phong. Anh ta đến nơi này với tư cách là người của cục thanh tra quốc gia, không ai coi trọng anh ta, Diệp Vô Phong vẫn đối nghịch với anh ta, trong lòng anh ta thầm muốn phải để Diệp Vô Phong trả giá. Đó là lý do tại sao anh ta cắn chết Diệp Vô Phong cũng không chịu buông, hiện tại Diệp Vô Phong đã bị cục hồng thuẫn loại trừ, anh ta đương nhiên rất vui mừng. Bước tiếp theo là chấn chỉnh cục hồng thuẫn, Lộc Thâm Lâm biết điều đó, hiện tại Cục Thanh tra Quốc gia đã chiếm thế thượng phong, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chấn chỉnh Cục Hồng Thuẫn. Chỉ cần xúi dục một trong những thành viên của Cục Hồng Thuẫn, thì mọi chuyện của Cục Hồng Thuẫn sẽ do Cục Thanh tra Quốc gia kiểm soát. Nhiệm vụ này là một nhiệm vụ bí mật, đã được đích thân Cục trưởng Cục Thanh tra Quốc gia dặn dò, cho nên anh ta biết nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Còn những nhiệm vụ khác thì không quan trọng bằng. Du Kinh Hồng triệu tập tất cả các thành viên của Cục Hồng Thuẫn, sau đó giải thích vấn đề này. Yến Phi nhíu mày, nhưng anh ta biết mấy nhiệm vụ trước đều chủ yếu do Diệp Vô Phong làm, cũng chỉ có Diệp Vô Phong mới có thể có thực lực cường đại chống lại những gia tộc lớn kia. Và bây giờ nếu Diệp Vô Phong rời đi, vậy thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ không thể tiếp tục được, đương nhiên bọn họ biết tầm quan trọng của Diệp Vô Phong. Chương 690: Sinh tồn trong hoang dã. Hồng Á Phương rất tức giận nói, tôi thật sự không hiểu từ khi nào mà đến lượt người của Cục Thanh tra Quốc gia điều tra công việc của Cục Hồng Thuẫn chứ? Du Kinh Hồng rừng dưng nhìn Hồng Á Phương, Hồng Á Phương cũng biết mình nói bậy, nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức, rõ ràng là như thế mà, Cục Hồng Thuẫn của bọn họ vào sinh ra tử ở bên ngoài, nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, thế mà hiện tại lại xuất hiện một Cục Thanh tra Quốc gia. Đây rõ ràng là muốn gây phiền phức, cô ta đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nhưng cô ta cũng biết bây giờ không phải là lúc mình có tiếng nói cuối cùng. Do Kinh Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, nhiệm vụ sẽ tiếp tục làm, nhưng việc triển khai nhiệm vụ phải thay đổi, tuyệt đối không được tấn công trực diện, phải cẩn thận gặm nhấm từng bước một. Hồng Á Phương và những người khác chỉ có thể gật đầu, đều biết nếu không có Diệp Vô Phong, bọn họ sẽ không thể làm được nhiều chuyện như vậy. Và mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản, khi có Diệp Vô Phong, bọn họ không cần nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ làm sao để giúp Diệp Vô Phong. Bây giờ Diệp Vô Phong đã rời đi, Họ đã trở thành những người dẫn đầu, họ đã đứng trước đầu sóng ngọn gió. Du Kinh Hồng thờ ơ nói, nếu cần, tôi có thể ra tay, nhưng chúng ta hãy tập trung vào chiến tranh thương mại. Nếu đã không có Diệp Vô Phong thì chúng ta sẽ không có nhiều lợi thế trong việc đối chiến. Mọi người gật đầu, họ đều biết những gì Du Kinh Hồng nói có lý, ngay sau đó họ thu dọn đồ đạc và rời đi. Việc của nhà họ Nguyên gần như đã xong xuôi, bọn họ cũng cần phải gấp rút tới Tỉnh Tây Sơn nhiệm vụ của bọn họ rất quan trọng tuyệt đối không được lãng phí thời gian ngược lại diệp vô phong rất thoải mái không có nhiệm vụ của cục hồng thuẫn anh và lâm thư âm ở cùng nhau cả ngày lâm thư âm đương nhiên rất vui vì diệp vô phong đã có thể dừng lại và đi cùng mình có vẻ như từ khi diệp vô phong bắt đầu nổi lên anh đã không có nhiều thời gian để dừng lại hoa vũ sẽ báo cáo sự phát triển của công ty hoa cường ở nơi này cho diệp vô phong mỗi ngày trong phòng làm việc lâm thư âm nhìn diệp vô phong đang chán trường xem phim truyền hình trên sofa cô nghiêm túc nói với diệp vô phong em biết tình trạng hiện tại của anh không tốt diệp vô phong lập tức cười nói vợ à em sai rồi hiện tại anh đang ở trong tình trạng rất tốt hơn nữa anh cũng đã nghĩ tới việc đưa em đi du lịch ở đâu rồi lâm thư âm tò mò nhìn diệp vô phong anh thật sự có thể buông bỏ nhiệm vụ trong tay sao nhưng em biết khi anh đi giúp đội trưởng du trạng thái tinh thần của anh khác với bây giờ Tuy hiện tại anh rất nhàn rỗi, cũng che giấu rất kỹ, nhưng em hiểu anh mà." Diệp Vô Phong xua tay, "Chuyện này đừng nói nữa, anh nghĩ lần này chúng ta đi leo núi đi. Anh đã đăng ký hoạt động sinh tồn hoang dã, chỉ có hai người chúng ta, đây là cuộc thi." Lâm Thư Âm thấy Diệp Vô Phong không có ý muốn tiến vào cục Hồng Thuẫn nên cũng không nói gì nữa, cô biết nếu Diệp Vô Phong không muốn thì dù cô có nói gì đi nữa cũng sẽ không thuyết phục được Diệp Vô Phong. Mặc dù Diệp Vô Phong có vẻ rất dễ hòa đồng, rất dễ tính, cái gì cũng thuận theo cô, nhưng một khi Diệp Vô Phong đã quyết định điều gì thì người khác cũng khó mà thay đổi được. Vì vậy cô cũng không nói gì, ngược lại cười nói, tại sao anh có hứng thú như vậy? Sinh tồn hoang dã ư? Là dựng lều ở bên ngoài sao? Diệp Vô Phong cười gật đầu, "Ừ, anh xem trên mạng, hình như nếu hoàn thành cuộc sinh tồn hoang dã này thì có thể có phần thưởng." Đương nhiên Lâm Thư Âm biết Diệp Vô Phong không phải đi tranh phần thưởng, mà là muốn thay đổi trạng thái hiện tại, trạng thái hiện tại quá nhàn nhã và nhàm chán. Sau khi Diệp Vô Phong dặn dò mọi chuyện với Hoa Vũ, công việc của Lâm Thư Âm cũng được giao lại, hai người vội vàng đến chỗ hẹn cuộc thi. Vì phải đến điểm hẹn trước một ngày nên họ đã đến sớm. Đây là một nhà dân, ở ngay ngoại thành, lúc này có hơn 30 người hội họp ở nơi này, xem ra rất nhiều người thích loại trò chơi sinh tồn hoang dã này. Tất nhiên, nếu bạn muốn tham gia cuộc thi, bạn cần phải ký một số hợp đồng, hợp đồng có một số mô tả trách nhiệm, có nghĩa là nếu bạn gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong cuộc thi, cũng đều không liên quan gì đến người tổ chức sự kiện này. Ban tổ chức cũng sẽ có trợ cấp cho người chơi và tất nhiên, họ cũng sẽ mua bảo hiểm cho những người tham gia. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đều đã điền xong hợp đồng nên đã chọn một ngôi nhà để làm nơi dừng chân cho buổi tối nay, vị trí mà Diệp Vô Phong chọn khá tốt. Sau khi mở cửa sổ phòng có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài. Có thể nhìn thấy những ngọn núi rừng rậm ở phía xa, còn có một số ngôi làng nhỏ. Phong cảnh ở đây đẹp quá. Lâm Thư Âm Thiển đi tới bên cạnh Diệp Vô Phong, dựa vào trên vai Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói, đương nhiên, hiếm khi đi ra ngoài thư giãn một lần, nên chơi vui vẻ một chút. Lâm Thư Âm nói với một nụ cười trên môi, đúng vậy, trong khoảng thời gian này anh cứ luôn bận việc riêng và em cũng vậy cho nên chưa bao giờ có thời gian như thế này diệp vô phong ôm lấy lâm thư âm sau này anh sẽ cố gắng hết sức để có thể đồng hành cùng em lâm thư âm lắc đầu nói thế thì em quá ích kỷ bản thân em cũng rất bận mà cho nên dù anh có bớt thời gian đi trang nữa thì cũng có thể chỉ để xem em giải quyết công việc của công ty thôi diệp vô phong vui vẻ nhìn lâm thư âm lâm thư âm lại thức giận chừng mắt nhìn diệp vô phong đương nhiên cô biết ánh mắt của diệp vô phong là có ý gì Lâm Thư Âm cũng biết mình đối lý nên cũng không nói quá nhiều về chuyện này, nhìn điện thoại của mình, trong nhóm thí sinh lần này có người bắt đầu tổ chức ăn vặt đêm khuya. Họ nói muốn ăn khuya cùng nhau, anh có muốn đi không? Lâm Thư Âm tò mò hỏi Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nói, em muốn đi không? Lâm Thư Âm suy nghĩ một chút, nói, bất kể như thế nào, nửa tháng tới chúng ta cũng sẽ sống cùng nhau, nếu không đi thì không hay lắm. Lời nói của Lâm Thư Âm khiến Diệp Vô Phong gật đầu, "Được rồi, chúng ta đi qua xem có gì ăn đi, anh cũng đói rồi." Hai người đến điểm tụ họp, ngôi nhà này có cung cấp quầy thịt nướng nên bọn họ không cần đi đâu khác. Khi hai người Diệp Vô Phong đi xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, nói chính xác là mọi người đều chuyển sự chú ý sang Lâm Thư Âm. Khí chất cao quý cũng như khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thư Âm khiến những người tụ tập ăn thịt nướng ở đây phải ngẩn ngơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 691, hành động tập thể. Nhất thời không ít người đều ngây ngẩn cả người, may mà hai người Diệp Vô Phong đều đã quen với loại cảnh tượng này, cho nên rất tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, một người đàn ông đứng lên ho khan, xin chào mọi người, tôi tên là Dương Tử Kiện, các bạn có thể gọi tôi là A Kiện, lần này tôi khởi xướng chuyện ăn khuyên này, mục đích là để chia sẻ tình hình bên tôi với các bạn. Nếu các bạn là người kỳ cựu của loại sinh tồn hoang dã, đương nhiên các bạn sẽ không cần tôi, nhưng nếu bạn là người mới, thông tin tôi có trong tay là rất quan trọng đối với bạn đấy. Hầu hết những người đến tham gia cuộc sinh tồn hoang dã này đều là những người mới, và đa số họ đều đến vì sự mới mẻ, khi nghe những lời của Dương Tử Kiệt, họ lập tức lắng nghe một cách cẩn thận. Nhưng trên thực tế, dư quang nơi đáy mắt của họ vẫn rơi vào trên người Lâm Thư Âm, Lâm Thư Âm ngồi bên cạnh Diệp Vô Phong, Giống như một cô gái nhỏ nép vào người Diệp Vô Phong, trông rất hạnh phúc vui vẻ. Dương Tử Kiện liếc nhìn Lâm Thư Âm, vẻ mặt mang theo ý cười, nơi chúng ta đi tới lần này tên là dãy núi Liên Sơn, trong đó tất cả đều chưa được khai phá, cho nên chúng ta sinh tồn ở trong đó có thể gặp được bất cứ thứ gì. Một thiếu niên híp mắt tò mò hỏi, có thể gặp được cái gì? Chúng ta đều có thể nhìn thấy sói, hổ báo, đúng không? Dương Tử Kiện gật đầu và cười nói, nhưng tôi nghĩ xác suất gặp phải lợn rừng cao hơn, bởi vì sói, hổ và báo nói chung là ở sâu trong núi, bình thường chúng cũng sẽ không đến những nơi có con người, nhưng lợn rừng thì khác. Lợn rừng thường ra ngoài để ăn hoa màu, vì vậy chúng thường tuần tra xung quanh các hoạt động của con người. Nam sinh tạ hạo gật đầu, cô gái bên cạnh có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay cậu ta, tạ hạo vỗ vỗ mở u bàn tay cô gái, an ủi yên tâm đi, chỉ cần anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nói xong, Cô gái Thái Thúy Nghi gật đầu, nhưng trông vẫn rất lo lắng. Dương Tử Kiện cười nói, đừng lo lắng, nếu gặp phải lợn rừng, chúng ta thường có thể xua đuổi chúng. Lợn rừng sẽ không tấn công con người trừ khi chúng ta khiêu khích nó. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chủ động tấn công là được rồi. Dương Tử Kiện nhìn về phía Diệp Vô Phong, không biết vị này trước đây có chơi trò chơi sinh tồn trong hoang dã chưa? Diệp Vô Phong lắc đầu, chưa? Anh thật sự chưa bao giờ chơi loại trò chơi này, bởi vì mỗi lần anh sinh tồn nơi hoang dã đều không phải trò chơi, mà chính là trận chiến nguy hiểm chết người nhất. Ở một nơi hoang vắng, chiến đấu với kẻ thù, bạn có thể bị kẻ thù giết chết bất cứ lúc nào, hoặc kẻ thù sẽ bị bạn giết, sau đó bạn sống sót trở về từ những nơi hoang vu kia. Ở những nơi đó, nguy hiểm của kẻ thù lớn hơn nguy hiểm từ môi trường xung quanh. Nếu chưa thì hai người có thể đi với tôi tôi có thể đưa mọi người hoàn thành xuất sắc thử thách sinh tồn trong hoang dã này. Dương Tử Kiện nói một cách tử tế. Diệp vô phong xua tay, không cần đâu, cảm ơn. Dương Tử Kiện nhanh chóng nói, nếu anh là người mới, ở vùng núi Liên Sơn rất nguy hiểm. Nếu bị lạc trong núi, ngay cả đội tìm kiếm và cứu hộ cũng có thể không tìm thấy anh. Trong núi thì tín hiệu của điện thoại di động cũng không tốt lắm. Diệp vô phong chỉ cười cười, tôi tin chúng tôi có thể làm được. Dương Tử Kiện nghe xong chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, anh ta biết nếu tiếp tục nói chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy anh ta có động cơ thầm kín. Anh ta lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho ông chú nhà mình, ngay sau đó, điện thoại di động của mọi người đã nhận được sự thay đổi luật chơi. Hóa ra là một cuộc sinh tồn tập thể nơi hoang dã, có nghĩa là tất cả mọi người không cần phải tách rời nhau. Sau khi nhìn thấy những quy tắc trên, tạ hạo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. dù sao chỉ cần có nhiều người, Nguy hiểm tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Tất nhiên là họ rất vui. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nhìn nhau sau khi thấy những thay đổi của quy tắc trên, nhưng không nói gì, tất nhiên là họ đoán được điều gì đó, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Sau khi ăn một bữa ăn khuya, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cũng đã tìm hiểu các thành viên sẽ tham gia cùng họ đến dãy núi Liên Sơn. Hầu hết họ đều là những người trẻ tuổi, thậm chí không có việc làm, cũng có cả sinh viên những người này đến chơi kiểu tồn tại nơi hoang dã này chỉ để tìm kiếm sự kích thích sau khi trở lại nhà dân ngủ một giấc sáng sớm hôm sau tất cả đều bắt đầu hướng về dãy núi liên sơn đồ đạc của họ đã chuẩn bị xong diệp vô phong và lâm thư âm cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ diệp vô phong mang một chiếc túi lớn trong khi lâm thư âm mang một chiếc túi nhỏ hai người bọn họ đi theo đội lâu lâu sẽ có người tiến lên tán gẫu nhưng phần lớn đều bị lâm thư âm cự tuyệt trong ba hai câu Diệp Vô Phong đi theo ở bên cạnh, đi một chút rồi dừng lại, đã lâu anh không làm loại sinh tồn này ở hoang dã này, tuy rằng đã qua một thời gian dài, nhưng anh vẫn biết quy tắc sinh tồn cơ bản. Và anh cũng mang rất nhiều thứ đến dãy núi này, nói là sinh tồn nơi hoang dã, nhưng thực ra chỉ để chơi cho vui, chắc cũng không có nhiều thứ thực sự nguy hiểm. Đương nhiên, bởi vì trong đội đều là người thường, cho nên Diệp Vô Phong cũng biết anh không thể so sánh sinh tồn nơi hoang dã của mình với những người bình thường này. Nếu cho một người bình thường đến nơi anh sinh tồn, chắc chắn sẽ chết ngay vào ngày hôm đó. Cây cối xung quanh dần trở nên dày đặc hơn, hình dáng cây cối bắt đầu bất thường, đường đi càng ngày càng không rõ ràng, bụi cây xung quanh dường như đang ẩn chứa một số sinh vật đáng sợ. Dương Tử Kiện ở ngay phía trước nhất và đưa mọi người về phía trước, thỉnh thoảng giải thích những nguyên tắc cơ bản để sinh tồn trong vùng hoang dã, lại còn giới thiệu một số loài động vật đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên một bóng đen nhảy ra cách Diệp Vô Phong không xa, Diệp Vô Phong nhanh tay lẹ mắt nắm lấy thứ này, tất cả mọi người đều giật mình. Ngay cả Dương Tử Kiện cũng kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Đây là cái gì? Thái Thúy Nhi tò mò nghiêng người hỏi. Diệp Vô Phong lúc này đang túm lấy đôi tai dài của sinh vật, bộ lông màu xám hơi lộn xộn. trên tay Diệp Vô Phong là con thỏ đang đá chân liên tục, giống như muốn dẫy ruộng ra khỏi tay Diệp Vô Phong. Con thỏ, là con thỏ, Thái Thúy Nghi vỗ tay rất thích thú khi nhìn thấy thứ mà Diệp Vô Phong đang cầm. Tạ Hạo cũng nhìn thấy quá trình Diệp Vô Phong bắt con thỏ vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, Diệp Vô Phong bắt con thỏ bằng tay không. Lâm Thư âm che miệng cười, xem ra hôm nay có cơm chưa ngon miệng rồi. Diệp Vô Phong gật đầu, thỏ nướng chắc là khá ngon. Dương Tử Kiện đi tới, nhìn con thỏ, ngạc nhiên nói, đây là một con thỏ hoang, nhưng nếu có thể, tôi hy vọng anh sẽ thả nó đi, dù sao chúng ta tới đây để chơi sinh tồn nơi hoang dã, không phải để ăn thú rừng. Chương 692, thỏ nướng. Diệp Vô Phong rừng Dương nhìn Dương Tử Kiện, Lâm Thư Âm biết Diệp Vô Phong đang nghĩ gì, cô nói, không phải sinh tồn nơi hoang dã là để bản thân tồn tại sao? Bây giờ chúng ta đã có được bữa trưa, nếu chúng ta để nó đi, vậy thì buổi trưa sẽ không có gì để ăn. Dương Tử Kiện tò mò hỏi, không có gì ăn ư? Không phải chứ? trong ba lô các người không có lương khô sao lâm thư âm lắc đầu vẻ mặt của dương tử kiện nhanh chóng thay đổi các người không mang theo lương khô ý của các người là tìm đồ ăn ở dãy núi này ư ừ. lâm thư âm cười nói đây mới là sinh tồn nơi hoang dã chứ nếu chuẩn bị lương thực cho cả một tuần thì chẳng khác gì đi chơi trong tiết thanh minh cả dương tử kiện hít sâu một hơi cảm thấy lâm thư âm tuy rằng xinh đẹp nhưng quá tự cao tự đại ở loại dãy núi này thật sự không chắc có thể tìm được thứ gì để ăn, hơn nữa nhiều thứ có độc, nếu con người ăn vào có thể sẽ chết luôn. Diệp vô phong vừa buộc con thỏ lại, treo lên ba lô, nhìn Dương Tử Kiện nói, tiếp tục đi thôi, bây giờ mới tiến vào dãy núi, cuối cùng tôi cũng tin nơi này chưa được người ta khai phá. Dương Tử Kiện chỉ lạnh mặt nói, nếu các người không mang theo đồ ăn thì mấy ngày tới cũng đừng van xin chúng tôi đưa đồ ăn. Dù sao mỗi người cũng chỉ mang đồ ăn vừa đủ cho bản thân thôi. Diệp vô phong lãnh đạm nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh tồn nơi hoang dã của các người đâu. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước cho đến giữa trưa, Dương Tử Kiện mới nói mọi người dừng lại, đã muộn rồi, mọi người nên ăn trưa ở chỗ này đi. Lúc này mọi người mới đặt hành lý xuống, ai cũng rên rỉ ai oán, không ngờ mới chỉ một buổi trưa thôi mà họ đã mệt như vậy rồi. Tạ hạo vội vàng xoa bóp gân cốt cho bạn gái, Thái Thúy Nhi mở ba lô lấy lương khô bên trong ra ăn tất cả mọi người đều giống nhau, đội này có hơn 20 người, bụng ai cũng đều đói lả, nếu không phải do Dương Tử Kiện bảo bọn họ kiên trì, họ đã rời đội và dừng lại ăn rồi. Diệp vô phong nhìn hoàn cảnh xung quanh, rồi kéo Lâm Thư Âm đi về phía trước. Khi Dương Tử Kiện nhìn thấy hai người Diệp vô phong không dừng lại, lập tức buồn bực nói, hai người định làm gì vậy hả? Diệp vô phong chỉ về phía xa, cách đây không quá 300 mét hẳn có một con suối nhỏ tôi sẽ nướng con thỏ này ở đó. Dương Tử Kiện vội vàng nói, 300 mét, anh có biết 300 mét ở nơi này có ý nghĩa gì không? Anh dám đưa Lâm Thư Âm làm chuyện nguy hiểm như vậy, tôi không thể đảm bảo các người sẽ an toàn nếu rời khỏi đội đâu. Diệp Vô Phong cười nói, chúng tôi ăn xong thịt thỏ sẽ đuổi kịp các người. Nếu các người xong trước thì cứ đi đi, không cần vì chúng tôi mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Dương Tử Kiện lúc này rất không vui, các người thực sự là không nghe theo sự sắp xếp chút nào. Phải biết rằng ở nơi như thế này, một mình hành động sẽ rất dễ gặp nguy hiểm đấy. Diệp Vô Phong nhún vai nói, tôi biết, nhưng nếu muốn xử lý con thỏ này, cần phải tới con suối nhỏ bên kia. Dương Tử Kiện thấy hai người Diệp Vô Phong đều cố chấp như vậy, cho nên chỉ có thể mặc kệ bọn họ. Sau khi hai người rời đi, một người đàn ông bước tới, tôi nói này anh Kiệt, anh có thể kiên nhẫn như vậy sao? hai người đó chẳng nghe lời gì cả nếu là tôi tôi đã đuổi họ ra khỏi đội từ lâu rồi bây giờ chúng ta đã vào núi sâu nếu người mới không phối hợp thật sự rất dễ gặp nguy hiểm dương tử kiện nghiến răng nghiến lợi lão cao không phải là anh không biết tính tình của tôi nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện gì tôi sẽ cảm thấy áy náy dù sao tôi là người dẫn dắt đội đến nơi hoang dã này lão cao cười nói tôi biết nhưng dù sao cũng nên dạy cho họ một bài học không phải sao? Dương Tử Kiện liếc nhìn lão cao, lão cao liếm liếm môi, người phụ nữ kia. Dương Tử Kiện xua tay, đừng nói nhảm nữa, đi ăn đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ rời đi, về phần hai người Diệp vô phong, chúng ta không cần dừng lại chờ, chỉ cần đi chậm lại là được rồi. Lão cao lúc này mới nở nụ cười, nếu bọn họ thật sự đuổi kịp, ai biết dọc đường có gặp phải nguy hiểm gì không? Khu vực này tuy chưa phát triển nhưng thỉnh thoảng có thợ săn đến đây đặt bẫy dương tử kiện ho khan một tiếng tuy rằng cũng sẽ có loại chuyện này nhưng nếu hai người bọn họ sập bẫy thì cũng không thể trách chúng ta lão cao cười hắc hắc tôi có chút chuyện phải làm lát nữa sẽ đổi kịp anh chỉ cần để lại ký hiệu cho tôi là được dương tử kiện ngầm đồng ý sau khi một nhóm người ăn xong dương tử kiện lần lượt dẫn họ ra ngoài còn lão cao ở lại và nhanh chóng rời khỏi đội ngũ tạ hạo tò mò nhìn dương tử kiện không đúng lắm hai người diệp vô phong còn chưa trở về nếu như chúng ta rời đi vào lúc này, không phải là tách bọn họ khỏi đội sao. Thái Thúy Nghi thấp giọng nói, Dương Tử Kiện rõ ràng là không hài lòng với Diệp Vô Phong, loại chuyện này không phải là không có khả năng, hiện tại chúng ta cách cửa núi không xa, nếu hai người kia tụt lại phía sau thì quay trở về là được, sẽ nhanh chóng ra khỏi núi thôi. Trước khi Thái Thúy Nghi vào núi, cô ta đã rất sợ hãi, nhưng khi thực sự bắt đầu sinh tồn ở vùng hoang dã, cô ta đã có thể thích nghi với môi trường ở đây hơn cả tạ hạo và cũng khôn ngoan hơn rất nhiều. Tạ hạo gật đầu, cũng đúng, dù sao nơi này cũng chỉ là ở rìa núi, chắc không có nguy hiểm gì. Bọn họ hoàn toàn có thể rút lui khỏi hoạt động này. Cả hai không nghĩ nhiều về điều đó nữa, thậm chí còn không biết rằng trong đội ngũ này, lão cao đã biến mất. Diệp vô phong mở ba lô lấy ra tất cả gia vị bên trong. Kỹ thuật nướng thỏ của anh rất điêu luyện, anh múc một ít nước bên suối, dùng tre đun sôi rồi cho một ít rau rừng vào lâm thư âm nở nụ cười không ngờ anh lại có kỹ năng như vậy sau này nếu muốn ăn thú rừng thì chúng ta đến vùng hoang dã sinh tồn là được nhỉ diệp vô phong cười nói nếu vợ muốn ăn bất cứ lúc nào anh cũng có thể đưa em tới đây dù sao trong dãy núi chưa phát triển này có rất nhiều thú rừng cả hai vừa nói vừa cười tất nhiên một con thỏ không đủ ăn nhưng trong con suối nhỏ diệp vô phong cũng bắt được hai con cá và nướng chúng lên lão cao đứng từ xa nhìn qua hơi thắc mắc là làm sao Diệp Vô Phong biết có một con suối nhỏ ở đây. Mặc kệ đi, dù sao cứ răng sẵn bẫy là được, như vậy bọn họ sẽ không thể ra khỏi bẫy, đến lúc đó. Lão Cao nở nụ cười đê tiện. Diệp Vô Phong đã có thể truy lùng tung tích của Dương Tử Kiện và những người khác, đây là một vấn đề rất đơn giản, dù sao thì đám người Dương Tử Kiện không cố ý che giấu tung tích của họ. chương 693 có bẫy. Và cho dù cố tình che giấu tung tích của mình, Diệp Vô Phong cũng có thể tìm ra rất dễ dàng. Vì vậy, anh tự tin mình sẽ có thể nhanh chóng cùng Lâm Thư Âm bắt kịp họ. Sau một bữa ăn no nê, Lâm Thư Âm đương nhiên rất thích thú hưởng thụ, dù sao thì cô cũng chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ, cũng chưa từng tham gia trò chơi sinh tồn nơi hoang dã. Chỉ là còn chưa đi được bao xa thì anh chặn Lâm Thư Âm lại. Lâm Thư Âm tò mò nhìn anh, nhưng anh lại ngồi xổm tách một bụi cây ra, trong đó có một cái lỗ nhỏ lỗ nhỏ này có thể dùng một chân bước vào quan trọng nhất là xung quanh cái này có mấy cây tre bén nhọn cái bẫy sơ khai nhất cũng là cái bẫy có thể làm được nhanh nhất có vẻ như không phải ai trong đội chúng ta cũng là người tốt diệp vô phong nói với vẻ diễu cợt lâm thư âm vừa nhìn cái bẫy này đã hiểu ra sắc mặt trầm xuống có người định động thủ với chúng ta sao chẳng lẽ là người của nhà họ nguyên diệp vô phong cười nói nếu là người của nhà họ nguyên bọn họ sẽ không làm một cái bẫy đơn giản như vậy. Loại bẫy này chỉ có thể làm bị thương người ta, hơn nữa người như anh cũng không thể bị thương. Thực lực của Diệp vô phong dù có bắn một viên đạn cũng không chết, huống chi là mấy cây tre nhọn này, nếu anh dẫm phải chúng, kết quả cuối cùng là chúng sẽ bị anh dẫm gãy. Diệp vô phong lạnh lùng nhìn xung quanh, xem ra chúng ta phải nhanh chóng đuổi kịp, nếu đối phương đã răng bẫy ở nơi này, có nghĩa là hắn đã thoát khỏi đội, nếu thoát khỏi đội thì nhất định sẽ có người biết. Lâm Thư Âm gật đầu, Diệp Vô Phong đang ôm Lâm Thư Âm, tốc độ của anh nhanh hơn, lão cao ở phía trước nhìn thấy Diệp Vô Phong dễ dàng nhìn thấu cạm bẫy của mình như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tuy rằng sau lưng vẫn đặt vài cái bẫy, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vô Phong sẽ không dễ bị lừa. Rốt cuộc người này có thân phận gì? Nếu chỉ là người mới, làm sao có thể dễ dàng phát hiện ra cái bẫy chứ, ngay cả thợ săn cũng không dễ dàng phát hiện ra đâu. Lão cao nghiến răng, nhưng hắn biết đám người Diệp Vô Phong lúc này nhất định đang hướng về phía Dương Tử Kiệt, nếu bọn họ trở về bên cạnh Dương Tử Kiệt trước, vậy thì hắn sẽ xong đời. Nhưng hắn cũng biết cho dù hai người Diệp Vô Phong kể chuyện của mình ra, cũng không có chứng cứ chứng minh, mọi người cũng sẽ không tin. Hơn nữa, Dương Tử Kiệt sẽ bảo vệ mình, cho nên đương nhiên hắn sẽ không lo lắng quá mức, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy về phía Dương Tử Kiệt càng sớm càng tốt, hắn biết nếu bị bắt được thì chẳng tốt lành gì hắn quay lại bên cạnh Dương Tử Kiện và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người Diệp Vô Phong vẫn chưa quay lại, Dương Tử Kiện thì chỉ dừng dưng nhìn Lão Cao. Lão Cao lắc đầu, tên nhóc này rất lợi hại, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được cái bẫy tôi răng ra. Dương Tử Kiện nghi ngờ nói, anh có lầm chỗ nào không, anh ta rất lợi hại ư. Anh ta chỉ là lính mới thôi mà. Lão Cao nhanh chóng giải thích, đừng nghe anh ta nói láo. Nếu là người mới thì sao có thể bắt được con thỏ, còn có thể tìm được khe suối. Cách nướng thỏ của anh ta cũng không phải là người mới đâu. Dương Tử Kiện nghe xong liền hiểu ra, tên nhóc này đang muốn giả heo ăn hổ à. Lão Cao liếc mắt nói, tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng ít nhất đừng để bọn họ biết rằng cái bẫy vừa rồi là do tôi răng ra, nếu để lộ ra ngoài, mấy hành động tiếp theo sẽ không dễ dàng nữa đâu. Dương Tử Kiện lãnh đạm nói, đương nhiên tôi biết, tôi sẽ không nói ra đâu, anh yên tâm diệp vô phong và lâm thư âm nhanh chóng trở về đội lúc này tạ hạo mới chú ý đến diệp vô phong cậu ta tò mò hỏi các người thật sự đi theo kịp sao diệp vô phong nhún vai đây không phải là chuyện bình thường sao chúng tôi cứ tưởng hai người sẽ đi về đường cũ dù sao cũng chỉ có hai người thôi ở trong hoàn cảnh này rất dễ bị lạc thái thúy nghi lo lắng bước tới nói diệp vô phong hờ hững nói chắc là tôi sẽ không lạc ở nơi như thế này đâu dù sao tìm được các người cũng dễ dàng mà có rất nhiều người cho nên rất dễ dàng tìm được dấu vết thái thúy nghi gật đầu nếu đã trở lại thì chúng ta cùng nhau đi về phía trước thôi chắc đi sâu chút nữa là vào núi sâu rồi dương tử kiện nói chúng ta phải leo qua ngọn núi này theo những gì anh ấy nói sau khi chúng ta leo qua ngọn núi này có một bãi đất bằng phẳng để nghỉ ngơi họ mất gần một buổi chiều để băng qua núi cuối cùng họ cũng đến được vùng đất bằng phẳng mà dương tử kiện nói khu đất bằng này quả thực là một nơi tốt để dựng trại, nhưng sau khi Diệp Vô Phong nhìn quanh, anh hơi kinh ngạc, bởi vì anh tìm thấy một ít phân động vật. Anh nhìn Dương Tử Kiện thì thấy Dương Tử Kiện đang không ngừng giúp những người mới dựng lều, có vẻ như anh ta không phát hiện ra phân động vật ở đây. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong, có vấn đề gì sao? Diệp Vô Phong chống cằm, sau đó nói, ở đây có phân động vật, xem ra là phân của động vật lớn. Lâm Thư Âm lập tức biết Diệp Vô Phong muốn nói gì, nếu nơi này có phân, có nghĩa là ở đây có động vật lớn thường lui tới, nếu dựng lều ở nơi này chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu con vật này là sói, hổ và báo thì thật sự rất nguy hiểm, cô thì không lo lắng lắm, dù sao cũng có đại cao thủ như Diệp Vô Phong ở đây, nhưng cô không khỏi tự hỏi tại sao Dương Tử Kiện lại bỏ qua một điểm quan trọng như thế này. Nếu Dương Tử Kiện là một người kỳ cựu, anh ta chắc chắn sẽ biết những điều đơn giản này nhưng anh ta không hề nói với những người đó về loại chuyện này có mục đích gì chứ diệp vô phong lắc đầu mặc kệ đi anh sẽ dựng lều trước tuy rằng biết ở đây có động vật lớn nhưng nói thật ngoài điểm này ra dù sao nơi này cũng thực sự thích hợp dựng lều đó có thể chắn gió chắn mưa nếu họ gặp nguy hiểm có thể giúp thì giúp thôi lâm thư âm xúc động nói diệp vô phong cười nói đương nhiên rồi nhưng trước tiên anh muốn xem rốt cuộc tên dương tử kiện này muốn làm cái gì Lâm Thư âm gật đầu, rút vào bên cạnh Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói tiếp, người đặt bẫy không phải Dương Tử Kiệt, Dương Tử Kiệt là người dẫn đầu, nếu như biến mất thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý, nhưng vừa rồi anh hỏi tạ hạo, Dương Tử Kiệt không hề rời đi, hơn nữa cũng không chú ý có người rời đi hay trở về. Lâm Thư âm nói, vậy thì xem ra, có ít nhất hai người trong đội đang có âm mưu. Diệp Vô Phong gật đầu, và mục đích của bọn họ chắc không phải là hai chúng ta. Hai chúng ta có lẽ là do bọn họ nhất thời nảy lòng tham thôi. Chương 694, người có tâm tư nham hiểm. Dương Tử Kiện lúc này đi tới, nhìn thấy Diệp Vô Phong đã dựng lều, lập tức kinh ngạc nói, "Diệp Vô Phong, tôi không tin anh là người mới đâu, khả năng dựng lều của anh còn tốt hơn cả tôi đấy." Diệp Vô Phong khiêm tốn nói, "Nào có, tôi cũng chỉ dựng đại thôi." Dương Tử Kiện bật cười, "Anh nói xem đây không phải là lần đầu tiên anh chơi trò chơi sinh tồn nơi hoang dã đúng không diệp vô phong cười và nói tôi thực sự đã chơi loại trò chơi này một lần trước đây chúng tôi không gọi nó là trò chơi chúng tôi thực sự đã sinh tồn nơi hoang dã hơn nữa xung quanh đều có kẻ thù kẻ thù cũng rất thích đặt bẫy chúng tôi dương tử kiện sau khi nghe lời này thì lập tức gật đầu vậy thì tôi hiểu rồi tôi thật sự không ngờ anh còn trẻ mà lại có kinh nghiệm như vậy rất đáng quý diệp vô phong nói đúng vậy tuy rằng rất quý giá nhưng chỉ cần là kẻ thù của tôi cuối cùng đều sẽ chết ở trong tay tôi dương tử kiện thở dài một hơi nhưng bây giờ chỉ là một trò chơi thôi đừng quá cho là thật lều trại của anh rất tốt nhưng sinh tồn ở nơi hoang dã không chỉ có dựng lều mà còn phải có các kỹ năng sinh tồn nhất định diệp vô phong hờ hững nói tôi cũng có những thứ này nhưng hiện tại không phải là lúc để tôi thể hiện anh dẫn đầu đoàn đội đi chúng tôi tự đảm bảo an toàn được Dương Tử Kiện ngượng ngùng cười cười, sau đó xoay người trở về lều của mình. Một số bạn đồng hành chọn dùng chung lều, trong khi một số người khác sử dụng lều đơn. Đêm trong rừng không hề yên tĩnh, tuy rằng không có gió, nhưng lá cây xung quanh không ngừng phát ra tiếng xào xạc, xa xa còn có tiếng động vật kêu. Dương Tử Kiện đề nghị mọi người nên gác đêm, ít nhất là để đảm bảo rằng họ sẽ không bị các loài động vật lớn tấn công, lửa phải không được tắt, các loài động vật trong rừng đều sợ lửa diệp vô phong vòng tay ôm lâm thư âm đợi đến sau nửa đêm lỗ tai của anh chuyển động nghe thấy dương tử kiện đang nói chuyện với ai đó anh lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi lều dương tử kiện thấy lão cao gật đầu đắc ý với mình vì vậy anh ta mỉm cười và nói lần này chúng ta vẫn có thể lấy được một đứa chỉ là hơi đáng tiếc nếu có thể kéo được lâm thư âm thì tuyệt đối là lãi to rồi lão cao tiếc nuối lắc đầu dương tử kiện trầm giọng nói anh thì biết cái gì diệp vô phong không phải là người thường đâu tôi cảm thấy nên bớt khiêu khích bọn họ đi việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là để cho gấu đen tới đây để cho mọi người đều nghĩ thái thúy nghi đã bị gấu đen bắt đi vậy là đủ rồi lão cao cười nói đừng lo tôi vẫn luôn quan sát con gấu đen đó tối nay chắc nó sẽ đến đây vì tôi đã để một ít thịt sống sau khi nó ngửi được mùi thì chắc chắn sẽ đến dương tử kiện thờ ơ hỏi súng săn chuẩn bị xong chưa lão cao gật đầu, đã sẵn sàng. Hãy nhớ, đó chỉ là để xua đuổi con gấu đen, không phải để giết nó, biết không? Dương Tử Kiện nói một cách nghiêm túc. Lão cao thở ơ gật đầu, yên tâm đi, con gấu đen không dễ chết như vậy đâu. Dương Tử Kiện nhíu mày, tóm lại, chúng ta nên cẩn thận mọi chuyện, nhất là khi không biết lai lịch của tên Diệp vô phong kia là gì. Lão cao diếu cợt nói, anh cũng quá căng thẳng rồi đấy, phải biết rằng anh ta cũng chỉ là một người tham gia thôi. Dương Tử Kiện nói, tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại tôi có thể cảm giác tên Diệp Vô Phong này nhất định không phải nhân vật đơn giản. Lão Cao cười nói, nhất định là do anh quá căng thẳng thôi, chúng ta đã làm loại chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn luôn không có chuyện gì, chờ khi bọn họ phản ánh lại, chúng ta đã đổi chỗ rồi. Dương Tử Kiện vẫn không lạc quan lắm, dù mọi thứ đang phát triển theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng trong lòng anh ta vẫn lo lắng, dường như mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta vẫn tin tưởng trực giác của mình, vì vậy anh ta muốn biết thân phận của Diệp Vô Phong là gì. Anh ta biết mình làm chuyện như vậy rất nguy hiểm, nếu bị bắt thì kết quả cuối cùng sẽ bị xử bắn. Nhưng anh ta luôn thận trọng, chưa bao giờ sơ suất, làm việc gì cũng hết sức cảnh giác, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay là anh ta sẽ rời đi trước tiên. Nhưng anh ta biết Diệp Vô Phong nhất định không phải cảnh sát, anh ta có trực giác, nếu Diệp Vô Phong là cảnh sát, anh ta sẽ có loại cảm giác hoảng sợ khi gặp phải cảnh sát. Nhưng anh ta không có cảm giác như vậy khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, nên anh ta biết Diệp Vô Phong không phải cảnh sát, nhưng nếu đã không phải cảnh sát, anh ta cũng không biết tại sao Diệp Vô Phong vẫn cho anh ta cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này thậm chí còn vượt quá cảm giác khi anh ta gặp cảnh sát và tất cả có vẻ như khiến người ta rất chấn động. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã đến mức này, không làm cũng không được, ánh mắt anh ta tràn đầy vẻ tàn nhẫn sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn lão cao anh nên cẩn thận với tên diệp vô phong kia nếu có thể mấy ngày kế tiếp chúng ta vẫn nên khiến anh ta rời đi lão cao có chút bất mãn nói anh ta rời đi cũng không sao nhưng anh phải nghĩ lại người phụ nữ bên cạnh anh ta chính là cực phẩm nếu giao cho người khác thì ít nhất cũng phải được số này lão cao vươn một bàn tay ra dương tử kiện gật đầu tôi biết nhưng tôi vẫn cảm thấy người đó rất nguy hiểm tôi không muốn trêu chọc anh ta Lão Cao biết Dương Tử Kiện bình thường rất thận trọng, không muốn mạo hiểm nên cũng không quan tâm lắm, xua tay nói, "Quên đi, bây giờ chúng ta cứ thu phục Thái Thúy Nghi trước, hiện tại cô ta đang ở bên trong lều cùng bạn trai rồi." Dương Tử Kiện nói, "Tôi hạ thuốc ngủ cho cậu ta rồi, cứ việc đi vào mang người ra." Ngoại trừ hai người Diệp Vô Phong, những người khác đều đã được cho uống thuốc ngủ. Lão Cao nhếch môi nở nụ cười, "Ồn ào bao nhiêu cũng không tỉnh đúng không?" Dương Tử Kiện biết lão cao muốn làm gì, anh ta lạnh lùng nói, lão đại nói, nếu anh còn dám làm chuyện như vậy, hắn sẽ giết anh. Lão cao vừa nghe xong, sắc mặt chợt ngưng trọng, sau đó ngượng ngùng nói, tôi chỉ vừa nghĩ tới thôi, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời nói của lão đại mà. Ngay khi lão cao chuẩn bị rời đi, bên cạnh bọn họ xuất hiện một người, tối nay trời đẹp nhỉ. Vẻ mặt của cả Dương Tử Kiện và lão cao đều thay đổi, họ quay lại nhìn Diệp vô phong, chỉ thấy Diệp Vô Phong với nụ cười trên môi, đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Tim Dương Tử Kiện lúc này đập rất nhanh, anh ta không biết Diệp Vô Phong có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ hay không, nếu để anh biết chuyện thì bọn họ coi như xong đời. Chương 695, nhanh hơn cả đạn. Trên trán lão Cao có một tầng mồ hôi, lặng lẽ rút ra một con dao nhỏ, bí mật cầm trong tay, mỉm cười nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhún vai, tôi thấy các người ở đây tán gẫu rất vui vẻ có thể nói cho tôi biết các người đang nói cái gì không ý nghĩ muốn ra tay vừa rồi của lão cao bị dập tắt dương tử kiện nheo mắt lại nghiêm túc nhìn diệp vô phong anh không biết vừa rồi chúng tôi đang nói cái gì sao diệp vô phong lắc đầu chuyện này tôi thật sự không biết ít nhất tôi cũng không biết những điều các anh nói là gì thái thúy nghi làm gì các người định làm gì bọn họ hả khuôn mặt của lão cao thay đổi kinh hãi trong khi dương tử kiện lặng lẽ cầm một cây gậy bên cạnh anh ta diệp vô phong giả vờ như không nhìn thấy nói tiếp với cả tôi cũng muốn hỏi một chút các người nói đã cho bọn họ uống thuốc ngủ định làm gì thế lão cao lúc này mới nhếch mép nhìn diệp vô phong nhóc con mày biết nhiều chuyện quá rồi đấy dương tử kiện tức giận nói nói thừa thãi làm gì mau giết nó đi nó nhất định biết chúng ta sẽ làm gì nên mới làm ra vẻ ngu ngốc ở đây diệp vô phong chỉ lắc đầu tôi thật sự không biết nhưng lát nữa sẽ biết thôi Lão cao đâm con dao găm về phía bụng Diệp vô phong với vẻ mặt hung dữ, trong khi Dương Tử Kiện ở bên kia nâng cây gậy trong tay lên và muốn đập nó vào đầu Diệp vô phong. Tuy nhiên, Diệp vô phong rất thoải mái vung chân và đá lão cao sang một bên trước. Lão cao mở to mắt và phun ra một ngụm máu. sắc mặt Dương Tử Kiện trở nên ảm đạm. Anh ta ra tay không chút do so dự, như là nhất định phải giết chết Diệp vô phong. Chỉ là cây gậy của anh ta đã bị Diệp vô phong chộp được khiến anh ta không thể cử động được chút nào. Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười nhìn anh ta, sau đó nói, "Tôi đã nói rồi, anh có thể nói cho tôi biết sự tình, tuy rằng tôi đại khái đoán được anh định làm gì, nhưng tôi không biết nhiều chi tiết, hơn nữa, hình như anh còn có lão đại hả?" Lúc này, Dương Tử Kiện chỉ muốn rút cây gậy trong tay ra, nhưng bấy giờ anh ta mới nhận ra sức lực của Diệp Vô Phong quá lớn. Anh ta chỉ có thể từ bỏ cây gậy và lao vào trong lều của mình bên trong lều của anh ta có một khẩu súng săn khẩu súng săn này dùng để giết những động vật lớn chính là để đề phòng lỡ như bọn họ gặp động vật ăn thịt lớn lúc này anh ta cho rằng chỉ cần trong tay cầm khẩu súng săn anh ta sẽ là người mạnh nhất ở đây anh ta lao vào lều của mình sau đó cầm khẩu súng săn trên tay sau khi nạp đạn xong liền lao ra khỏi lều lúc này anh ta chĩa súng về phía diệp vô phong diệp vô phong chỉ bình tĩnh ném cây gậy sang một bên thờ ơi nhìn anh ta Dương Tử Kiện rất đắc ý nói, không phải mày rất lợi hại sao? Vậy mày thấy súng trên tay tao không? Cho dù mày có mạnh cỡ nào, cho dù mày có uy lực cỡ nào, trước khẩu súng trong tay tao, tất cả đều là rác rưởi thôi. Diệp vô phong xua tay, tôi sẽ cho anh một cơ hội khác, chỉ cần nói ra việc anh muốn làm, còn cả lão đại của anh nữa. Dương Tử Kiện chế nhạo nói, mày có biết tình huống hiện tại không? Tính mạng của mày hiện tại ở trong tay tao tao muốn giết mày thì chỉ là chuyện trong phút chốc, nếu mày dám động thủ, tao sẽ bắn chết mày. Lúc này, một con gấu đen cao hơn 2 mét từ trong rừng cây nhảy ra, tốc độ cực nhanh, mục tiêu là Diệp Vô Phong. Dương Tử Kiện bấy giờ mới sững sờ, Diệp Vô Phong chỉ là liếc mắt nhìn con gấu đen, con gấu đen đột nhiên dừng động tác, sau đó vô cùng sợ hãi chạy trốn ra ngoài. Tình huống này khiến Dương Tử Kiện sửng sốt, anh ta không biết Diệp Vô Phong đã làm gì, nhưng điều anh biết là người đứng trước mặt mình rất nguy hiểm. Mà khẩu súng trên tay chính là chỗ dựa lớn nhất của anh ta, anh ta nuốt nước miếng nói, "Tao nói cho mày biết, hiện tại hãy làm theo lời tao nói, nếu không to không chỉ giết mày, mà còn giết cả vợ của mày." Sắc mặt Diệp Vô Phong dần dần trở nên lạnh lùng, dương tử kiện này đã đụng chạm đến vảy rồng ngược của anh, anh lạnh mặt nói, "Nếu mày không lấy vợ tao ra đe dọa tao, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nói chuyện trong hòa bình, nhưng vì mày đã dám nói ra lời như vậy, vậy thì mày phải chết dù sao vẫn còn một người sống ở đây sau khi anh nói xong dương tử kiện cũng nổ súng nhưng lúc anh ta bắn ra diệp vô phong đã né sang một bên nhanh chóng lao về phía dương tử kiện khẩu súng săn trong tay dương tử kiện chỉ có một viên đạn duy nhất sau khi bắn một viên đạn thì cần phải nạp lại nhưng căn bản là anh ta không có nhiều thời gian như vậy diệp vô phong đi tới trước mặt anh ta trong nháy mắt dương tử kiện lúc này đã rất chấn động đang định mở miệng cầu xin thì bị Diệp Vô Phong đã tung một quyền vào ngực anh ta. Anh ta chỉ thấy lồng ngực lõm vào, một ngụm máu phun ra, nhưng Diệp Vô Phong lúc này đã vòng ra phía sau, dùng một chân đã anh ta ngã xuống đất. Sau khi Diệp Vô Phong làm xong những việc này, anh quay đầu nhìn Lão Cao vẫn chưa chết, Lão Cao tuy rằng bị thương nặng nhưng thật ra vẫn còn sống. Nhìn thấy Dương Tử Kiện đã bị giết, ngay cả súng săn cũng không có tác dụng gì, lúc này hắn mới kinh hãi, cũng hiểu được tại sao trước Dương Tử Kiện lại nói ra lời như vậy. Người này thực sự quá nguy hiểm, thậm chí có thể nói là không phải người thường, người bình thường có thể làm ra hành động như vậy sao? Một người bình thường có thể hành động nhanh hơn một viên đạn ư? Diệp Vô Phong đi tới bên cạnh lão Cao, ngồi xổm xuống, cười nói, Dương Tử Kiện đã chết rồi, tao nghĩ mày cũng không muốn đi cùng hắn xuống âm phủ, đúng không? Lão Cao bật khóc, vội vàng gật đầu, đương nhiên là hắn không muốn chết diệp vô phong nói nếu đã như thế vậy mày nói hết những chuyện bọn mày đã làm đi tiện thể nói luôn lão đại của bọn mày là ai tất nhiên lúc này lão cao không dám che giấu hắn biết nếu còn dám tiếp tục che giấu có lẽ kết cục cuối cùng của hắn cũng sẽ giống như dương tử kiện tôi nói tôi nói hết lão cao vội vàng vừa khóc vừa nói diệp vô phong mỉm cười gật đầu tốt lắm tao rất thích loại người thức thời như mày cũng không cần tốn nhiều thời gian như vậy thì mọi người đều vui vẻ Mày nói xem có phải không? Vẻ mặt của lão Cao lúc này như đưa đám, nhanh chóng kể lại những chuyện mình làm và cuối cùng Diệp Vô Phong cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong trò chơi sinh tồn nơi hoang dã lần này. Đây là những gì mà đám Dương Tử kiện nghĩ ra để bắt một số cô gái trẻ và bán họ. Mỗi lần nữ sinh nào mất tích thì đều bị coi như là bị động vật lớn ngậm đi, là điều ngoài ý muốn, sau đó cảnh cáo những người chơi khác, nói mọi người đều có trách nhiệm, nếu ai nói ra ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Chính vì vậy mà Dương Tử Kiện và những người khác luôn rất suôn sẻ, thực hiện được nhiều lần và ngày càng táo bạo hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 696, không biết sự thật. Trước kia cần 3-4 ngày sau mới có thể làm loại chuyện này, nhưng bây giờ ngay ngày đầu tiên vào núi sâu họ đã làm liền. Chỉ là hiện tại họ đã thua trong tay của Diệp Vô Phong. Sau khi Diệp Vô Phong biết đến loại chuyện này, lập tức cười nói tao biết sống sót ở nơi hoang vu này không đơn giản mà cho nên mấy cái bẫy lúc ban ngày đó là do mày làm sao lão cao chỉ có thể gật gật đầu hắn biết hiện tại phải nói hết mọi chuyện sau đó xem diệp vô phong có tha cho hắn một mạng hay không diệp vô phong thờ ơ nói nhưng nếu đã gặp tao thì coi như bọn mày xui xẻo rồi tao phải làm sao để tìm được lão đại của bọn mày lão cao có chút nghi hoặc nhìn diệp vô phong nhưng diệp vô phong lại cười nói nếu mày không nói Bây giờ tao sẽ ném mày cho con gấu đen kia. Lão Cao đầy sợ hãi, tôi cũng không biết nữa. Mỗi lần chúng tôi đều liên lạc qua internet và điện thoại, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của lão đại chúng tôi. Diệp Vô Phong nghiêm túc nhìn lão Cao, còn lão Cao thì rất hoảng hốt, những gì tôi nói đều là sự thật, chúng ta đều liên lạc qua email. Sau khi Diệp Vô Phong ghi nhớ email mà lão Cao nói, lúc này anh mới mặc kệ lão Cao, đi thẳng vào trong lều, muốn ngủ một giấc thật say. Khi họ thức dậy vào ngày hôm sau, đám người tạ hạo cũng đã dậy, khi họ phát hiện ra Dương Tử Kiện và Lão Cao không còn ở đó, họ đã rất tò mò. Nhìn xem, ở đây có một số vết máu, tạ hạo phát hiện thứ gì đó, vội vàng kêu mọi người qua xem, những người khác lần lượt tiến lên phía trước để xem. Diệp Vô Phong đã nói cho Lâm Thư Âm biết những gì đã xảy ra đêm qua, vì vậy họ chỉ nhẹ nhàng đi tới. Thái Thúy Nhi vội vàng nói với tạ hạo, ở đây còn có phân động vật. Hình như là của một con thú lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phỏng đoán bậy bạ, kết luận cuối cùng chính là có một con thú lớn đến nơi này, sau đó mang Dương Tử Kiện và lão cao đang canh đêm đi. Ngay lập tức, mọi người đều rất hoảng sợ, không biết phải làm sao bây giờ. Tạ Hạo nói, chúng ta nhanh chóng gọi cảnh sát đi. Hiện tại đã có tai nạn chết người, nếu tiếp tục đi thì ai biết còn có thể có loài động vật ăn thịt nào nữa. Tất cả mọi người đều đồng ý với câu nói của Tạ Hạo, dù sao thì hầu hết mọi người đều là người mới, người không có kinh nghiệm thì tuyệt đối không thể tiếp tục sống ở nơi này. Chưa kể vẫn còn 6 ngày nữa, cho dù có còn một ngày nữa, bọn họ cũng chưa chắc có thể sống sót ở nơi này, hơn nữa còn phải quay về, cũng cần có thời gian. Đương nhiên Diệp Vô Phong không quan tâm chuyện này, dù sao anh cũng chưa từng nghĩ tiếp tục chơi trò này với những người này, anh vẫn muốn đưa vợ trải nghiệm cuộc sống ở trong dãy núi này và nếu có những người này thì nhiều việc không thể làm được. Dù sao có nhiều thứ đòi hỏi rủi ro, và sẽ có những tình huống dườm già khi có quá nhiều người. Cho dù thực lực của anh rất mạnh, cũng tuyệt đối không thể chăm sóc nhiều người như vậy. Nhưng khi mọi người đồng ý, một người có kinh nghiệm bước ra nói với tạ hạo rằng, dù vậy, chúng ta cần phải tìm được đám người dương tử kiện trước, dù sao bọn họ mới chỉ mất tích một đêm, hơn nữa có ai biết thời gian bọn họ rời đi tối qua là lúc nào không? Chú Trung, đừng nói lung tung như vậy nữa, chúng ta đều biết rằng với khả năng của chúng ta, không thể sống sót ở đây, huống chi là tìm người, nhân lúc chúng ta còn có thời gian, chúng ta có thể rời khỏi đây trước khi trời tối, mau rời đi thôi. Mặc dù Tạ Hạo muốn làm theo lời khuyên của chú Trung, nhưng anh ta cũng cân nhắc đến sự an toàn của bản thân và bạn gái. Bác Trung biết điều này, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói, vậy thì chúng ta chỉ có thể gọi cảnh sát. Tôi vẫn hoàn toàn có thể đợi, hoặc là đi tìm có lẽ bọn họ chỉ đi ra ngoài khảo sát địa hình thôi một đám người đều rơi vào trầm mặc đương nhiên bọn họ không muốn làm những việc này nhưng bọn họ biết loại chuyện này nhất định phải làm vì vậy cuối cùng họ đã chọn thành lập tổ đội và tản ra để tìm bóng dáng của hai người dương tử kiện diệp vô phong và lâm thư âm đương nhiên trở thành một đội nhưng diệp vô phong biết dương tử kiện và lão cao thực sự đã bị bắt đi nhưng khi bị bắt đi thì họ đã chết rồi lâm thư âm là lần đầu tiên đến loại rừng nguyên sinh này cho nên khắp nơi đều khiến cô rất tò mò về phần cái chết của dương tử kiện và lão cao cô cảm thấy cũng chẳng có gì dù sao cô cũng đã quá quen với việc sinh tử rồi vì vậy cô đã quen với những người chết này đương nhiên sau khi diệp vô phong nói những việc mà đám người dương tử kiện đã làm lâm thư âm càng cảm thấy đám người dương tử kiện thật đáng chết bọn họ dám làm kẻ buôn người đúng là rất đáng chết đây là cây diếp cá một loại dược liệu ngay cả bên ngoài cũng rất phổ biến. Diệp vô phong dạy Lâm Thư Âm biết các loại dược liệu khi đi dạo. Lâm Thư Âm nhặt cây diếp cá lên và tò mò hỏi, tại sao nó lại được gọi là diếp cá? Diệp vô phong cười nói, bây giờ em ngửi tay của em đi, sẽ biết tại sao nó có tên là diếp cá. Theo lời của Diệp vô phong, Lâm Thư Âm đưa ngón tay lên mũi ngửi, nhanh chóng đảo mắt, giả vờ ngất xỉu. Nó có mùi tanh của cá, lại còn rất nặng. Lâm Thư Âm nói với vẻ kinh tởm. Diệp Vô Phong cười nói, thần kỳ không? Trên thực tế, những loại thảo dược này đều rất thần kỳ, có rất nhiều tác dụng. Như rễ cây cỏ chanh, em cũng biết đấy, đó cũng là một loại dược thảo, mọc hoang. Lâm Thư Âm gật đầu và đi theo Diệp Vô Phong đến con dốc phía trước. Phạm vi của bọn họ là trong vòng 500 mét, nếu vẫn không tìm thấy Dương Tử Kiện sau 500 mét, bọn họ có thể rút lui. Trên mặt đất bằng phẳng thì có thể tới 500 mét rất nhanh, nhưng trên núi, 500 mét là rất xa, ít nhất bọn họ đi bộ nửa giờ mới tới nơi. Theo sau hai người Diệp Vô Phong là Tạ Hạo và Thái Thúy Nghi, hai người đi sau Diệp Vô Phong và lắng nghe Diệp Vô Phong giải thích về các loại thảo dược cho Lâm Thư Âm. Sau khi về đến điểm cuối, Tạ Hạo xúc động nói, anh Phong, anh nói đây là lần đầu tiên anh đến nơi hoang dã để sinh tồn, tôi không tin đâu, điều anh thể hiện còn hơn cả những người kỳ cựu đấy diệp vô phong hờ hững nhìn tạ hạo tôi thật sự chưa chơi một trò chơi như vậy những gì tôi trải qua trước đây không phải là một trò chơi mà là sinh tồn thực sự ở nơi hoang dã tạ hạo không hiểu diệp vô phong nói gì nhưng cậu ta vẫn cảm thấy diệp vô phong rất lợi hại diệp vô phong biết các loại cây cỏ xung quanh nơi này biết cả cây nào có độc cây nào có thể dùng đương nhiên cậu ta không biết những thứ này là sinh viên đại học chắc chắn cậu ta sẽ không biết những thứ như vậy đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia loại trò chơi sinh tồn nơi hoang dã này. chương 697, rời khỏi đội. Được rồi, chúng ta đã tìm kiếm khu vực xung quanh rồi, cũng không có đám người dương tử kiệt. Chúng ta trở về đi, Diệp vô phong nhìn tạ hạo nói. Tạ hạo lo lắng nói, cũng không biết hai người dương tử kiện đã đi đâu. Tôi hy vọng họ tự bỏ đi, còn đỡ hơn là bị gấu đen ngập đi. Diệp vô phong cười nhẹ sau khi nghe lời này, tôi cũng hy vọng như vậy trở lại điểm tụ họp mọi người đều bàng hoàng vì không tìm thấy thi thể của hai người dương tử kiện suốt cuộc họ đã đi đâu vậy chứ chú trung lúc này đã hơi bối rối phải biết rằng trong môi trường như vậy việc rời khỏi đội là rất nguy hiểm mặc dù dương tử kiện và lão cao đều là những người dày dặn kinh nghiệm nhưng họ vẫn rất nguy hiểm trong hoàn cảnh như vậy vậy chúng ta hãy quay về và gọi cảnh sát đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ tạ hạo bất lực nói Tất cả mọi người đều đồng ý, chúng trung lúc này cũng chỉ có thể thở dài đồng ý với đề nghị của Tạ Học, cũng biết mọi người đã tìm kiếm trong bán kính 500 mét, kết quả vẫn chưa tìm được Dương Tử Kiện, xem ra hai người Dương Tử Kiện thực sự là lành ít dữ nhiều. Điều họ có thể làm lúc này là gọi cảnh sát và cho đội tìm kiếm cứu nạn vào cuộc để cứu viện. Sau khi thu dọn đồ đạc, họ nhận thấy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm dường như muốn đi sâu hơn, ai nấy đều cảm thấy rất nghi hoặc. Tạ Hạo nhanh chóng tiến lên nhìn hai người Diệp Vô Phong, anh Phong, anh đi đâu vậy? Diệp Vô Phong cười nói, dù sao mọi người cũng giải tán rồi. Vợ chồng tôi còn chưa chơi ở đây đủ, các người về trước đi, chúng sẽ về sau. Sắc mặt Tạ Hạo thay đổi, anh Phong, đừng đùa nữa, anh biết mức độ nguy hiểm ở đây như thế nào không? Ngay cả hai người dày dặn kinh nghiệm như Dương Tử Kiện cũng đã biến mất, chẳng lẽ anh muốn giống như bọn họ sao? Diệp vô phong vỗ vỗ bả vai của tà hạo, yên tâm đi, đương nhiên tôi sẽ không giống như đám người dương tử kiện, chúng tôi sẽ rất cẩn thận. Thái Thúy Nhi cũng bước tới và lo lắng nói, nơi này chắc nguy hiểm hơn chúng ta tưởng, nên chúng ta vẫn nên về trước đi. Lâm Thư âm cười nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi và chồng đã quyết định vào trong rồi, nên tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi sẽ không ra ngoài với mọi người đâu. Nói xong lời này, hai người tạ hạo đều rất lo lắng cho hai người Diệp Vô Phong, trong khi những người khác ở bên kia đều đang thúc giục tạ hạo tạ hạo chỉ có thể bất lực nói vậy tôi hy vọng hai người có thể bình an vô sự trở về diệp vô phong gật đầu nhất định tạ hạo lúc này mới nắm tay thái thúy nghi và nhanh chóng hòa vào những người đang đi ra ngoài trong khi diệp vô phong và lâm thư âm tiếp tục đi vào trong chú trung nhìn thấy hành động của diệp vô phong và lâm thư âm thì sửng suốt một chút nhanh chóng nắm lấy tạ hạo hai người đó không định đi cùng chúng ta sao Tạ Hạo gật đầu, chú Trung, bọn họ nói muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu nên không định đi về với chúng ta. Cái gì, họ vẫn muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu ư, họ không biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ à. Ở đây rất nguy hiểm, ngay cả hai người dày dặn kinh nghiệm như Dương Tử Kiện cũng đã biến mất rồi. Chú Trung hết sức khiếp sợ mà nói. Tạ Hạo bất lực nói, tôi cũng đã nhắc nhở bọn họ như vậy rồi, nhưng bọn họ vẫn phải quyết định vào trong, dù sao ngay từ đầu đã phân nhóm để sinh tồn rồi, mãi lúc sau mới nói là hợp thành một đội, cho nên tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ. Chú Trung thở dài một hơi, sao cậu lại hồ đồ vậy hả, hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm gì, đừng nói chuyện ở chỗ này mấy ngày, ngay cả đêm nay bọn họ cũng sẽ đi đời nhà ma đấy. Tạ Hạo quay đầu nhìn về phía hai người Diệp vô phong rời đi, lúc này hai người đã không còn trong tầm mắt, cậu ta quay đầu nhìn chú Trung, cười nói, chú Trung, tôi tin họ, tôi không có cảm giác họ là người mới, đặc biệt là anh Phong, anh ấy biết cách phân biệt cỏ cây, có thể bắt mồi và có thể dựng lều, đây đều là những kỹ năng cần thiết để sinh tồn, anh ấy đều có thể làm được. Chú Trung im lặng, dù vậy ông ấy vẫn rất lo lắng, hiện giờ có hai người đã biến mất, nếu có thêm hai người nữa thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng không dám tiếp tục chơi loại trò chơi sinh tồn nơi hoang dã này nữa. Quên đi, không cần quan tâm bọn họ, chúng ta đi ra ngoài gọi cảnh sát trước. Hiện tại chuyện này có thể lớn rồi, chắc là thực sự có một động vật ăn thịt lớn đã giết chết bọn họ, hơn nữa có thể khiến bọn họ không kịp kêu cứu, đoán chừng là có nhiều động vật ăn thịt lớn mới có thể làm được. Nếu chỉ có một con thì một trong hai người Dương Tử Kiện cũng có thể chạy đi kêu cứu mới đúng. Sau khi chú Trung phân tích, cuối cùng ông ấy đã đưa ra kết luận rằng đó là một con cọp. Cọp thực chất là động vật sống theo bầy đàn, nếu có đủ số lượng thì chúng sẽ tạo thành một đàn có thể giết chết hai người lớn cùng một lúc, hơn nữa cũng có thể là hai người dương tử kiện không nhìn thấy con cọp tấn công họ vì xung quanh trời tối đen như mực. Đây thực sự là chuyện gì vậy chứ? Vốn muốn sống ở dãy núi này một tuần, kết quả mới ngày đầu tiên lại trở về, thật sự rất tụt hứng. Ai đó bất lực nói. Thôi đi, hiện tại cũng không phải cậu không biết chuyện gì đang xảy ra sao. Đoán chừng sẽ có cảnh sát tới thẩm vấn cậu đấy. Tạ Hạo chỉ đang nghĩ về việc khi nào thì hai người Diệp Vô Phong sẽ ra khỏi dãy núi Liên Sơn này. Cậu ta tin Diệp Vô Phong nhất định có thể sống sót trên núi trong một tuần. Diệp Vô Phong kéo Lâm Thư Âm đang không ngừng leo lên đỉnh núi khác, khi leo đến đỉnh núi, họ phát hiện ra phía trước có một ngọn núi cao hơn, dường như từ tòa núi đó có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp. Lâm Thư Âm chỉ vào ngọn núi phía trước, "Em muốn lên đỉnh ngọn núi kia." Diệp Vô Phong cười nói, "Không thành vấn đề." chỉ cần vợ anh muốn thì có thể làm bất cứ việc gì lâm thư âm vui vẻ nở nụ cười du kinh hồng và những người khác đến trường an tỉnh tây sơn lúc này họ đã cải trang thành thương nhân bên cạnh du kinh hồng ngoài những thuộc hạ của mình còn có lộc thâm lâm du kinh hồng thực sự rất cáu kỉnh không biết sốt cuộc lộc thâm lâm này muốn làm gì tại sao lại muốn đi theo bọn họ không phải cuộc điều tra đã kết thúc rồi sao diệp vô phong cũng đã bị buộc rời đi lúc này cục hồng thuẫn hẳn là không có gì để điều tra nữa, đúng không? Hay là nói tiểu đội của bọn họ không còn gì để điều tra nữa đúng không? Nhưng tên Lộc Thâm Lâm vẫn mặt dày đi theo cô ta, nói rằng cần phải điều tra thêm. Tiểu đội của họ đã như thế này rồi, điều tra có ích lợi gì nữa chứ? chương 698, mối nguy của Cục Hồng Thuẫn. Tôi nói này Lộc Thâm Lâm, anh chưa điều tra đủ hả? Chúng tôi không thể làm nhiệm vụ nếu anh cứ đi theo chúng tôi như thế này. Du Kinh Hồng khó chịu nhìn anh ta. Lộc Thâm Lâm cười nói, sao tôi không biết sự tồn tại của tôi đã ảnh hưởng đến công việc của các người thế. Các người muốn làm gì tôi cũng đâu ngăn cản, cô cứ làm đi. Du Kinh Hồng lúc này rất tức giận, nhưng cô ta vẫn ngồi trên ghế, cô ta biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, Lộc Thâm Lâm đang giám sát bọn họ dưới lớp da của Cục Thanh tra Quốc gia. Du Kinh Hồng hít một hơi thật sâu, thấy mọi người đã về đến khách sạn nên mới bảo mọi người vào phòng của mình mọi người đều biết tình hình hiện tại là như thế nào không có diệp vô phong làm chủ lực chúng ta hành động đều cần phải thận trọng nhất là không thể để nhà họ triệu biết được hành động của chúng ta du kinh hồng nhìn các thuộc hạ xung quanh các thuộc hạ đều gật đầu bọn họ đều biết tình hình hiện tại tuyệt đối không hề đơn giản không có diệp vô phong làm chủ lực bây giờ chỉ có thể dùng một số thủ đoạn thương mại và thao túng thị trường kinh tế để đạt được mục tiêu khiến nhà họ triệu sụp đổ nhưng tất nhiên chuyện này thật sự rất khó khăn Lộc thâm lâm chỉ thờ ơ đứng một bên nhìn biểu hiện của Du Kinh Hồng, không quan tâm đến sự sống chết của các thành viên của cục Hồng Thuẫn, mục đích anh ta đến đây chỉ là để giám sát thôi. Sau khi nghe Du Kinh Hồng liên tục nói Diệp Vô Phong là chủ lực, anh ta có chút không vui nói, hình như cô nói nhầm rồi, cục Hồng Thuẫn của các người thiếu một tên Diệp Vô Phong là không thể xoay chuyển được sao? Chẳng lẽ cục Hồng Thuẫn của các người không còn ai nữa sao, thậm chí không tìm thấy một thành viên để thay thế Diệp Vô Phong ư? Du Kinh Hồng chỉ hờ hững nhìn anh ta, anh có biết thực lực của Diệp vô phong cường đại như thế nào không? Lộc thâm lâm lắc đầu, không biết, nhưng hoa hạ chúng ta bao la rộng lớn, lẽ nào cả một đất nước không tìm được người có thể thay thế Diệp vô phong ư? Đương nhiên anh ta sẽ không tin, dù sao thì ở hoa hạ cũng có rất nhiều cao thủ, nếu muốn tìm một người có thể chiến đấu như Diệp vô phong, tất nhiên là có thể dễ dàng tìm được một người. Ở bên cạnh người lãnh đạo cao nhất bây giờ, chỉ cần rút ra một người cũng đủ để chống lại diệp vô phong vì vậy anh ta nghĩ rằng du kinh hồng chỉ đang oán hận với anh ta trước mặt anh ta thôi du kinh hồng chỉ im lặng không nói gì lộc thâm lâm nói tiếp lúc đầu khi các người đối đầu với nhà họ nguyên cũng không hề nhân từ như vậy sao bây giờ lại thông qua mấy thủ đoạn thương nghiệp để đối phó với nhà họ triệu thế các người phải biết rằng các người chính là cục hồng thuẫn nếu muốn sử dụng mấy thủ đoạn thương nghiệp thì con cần các người làm gì chứ Du Kinh Hồng hít một hơi thật sâu, kìm nén lửa giận trong lòng, các thành viên xung quanh cũng tràn đầy tức giận, họ không hiểu tại sao Cục Hồng Thuẫn lại để một kẻ ngốc như vậy vào nữa. Nếu anh nghĩ kế hoạch của tôi có gì không ổn, anh có thể tự mình làm, nếu anh không dám làm thì bớt nói chuyện ở đây đi. Du Kinh Hồng khó chịu nhìn Lộc Thâm Lâm. Lục Thâm Lâm bật cười ha hả, tôi biết là cô muốn chọc giận tôi. Dù sao các người vẫn luôn cho rằng tôi là người của Cục Thanh tra quốc gia cho nên các người hoàn toàn không để tôi hòa nhập vào đội của các người. Du Kinh Hồng nhìn Lộc Thâm Lâm cười nói, ngại quá, đội của chúng tôi quá nhỏ, đúng là chúng tôi thực sự không thể chứa được vị Phật lớn như anh. Nếu anh vào, chỉ bằng anh lấy luôn ghế đội trưởng này đi. Lộc Thâm Lâm biết Du Kinh Hồng nói lời này đều là vì tức giật, anh ta chỉ nhún vai, quên đi, tôi cũng không muốn vị trí này, vừa mệt lại vừa không tự do. Du Kinh Hồng chỉ hít sâu một hơi, không quan tâm nhiều nữa, cô ta biết tính tình của Lộc Thâm Lâm. Cô ta bắt đầu thảo luận với cấp dưới của mình nên làm gì tiếp theo, nhưng lúc này, sắc mặt cô ta thay đổi, khẩu súng lục bỏ túi trong tay áo trực tiếp xuất hiện, cô ta quay mặt về phía cửa. Cánh cửa mở ra, cô ta cũng là người đầu tiên nổ súng. Bùm! Những người ở cửa đều trợn to hai mắt, hoàn toàn không biết Du Kinh Hồng làm sao biết anh ta định ra tay. Anh ta chỉ suýt chút nữa là thả bom vào được rồi thật tiếc khi Du Kinh Hồng mạnh hơn anh ta. Sắc mặt Lộc Thâm Lâm lúc này tràn đầy hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong khi Du Kinh Hồng lại rất cảnh giác, vừa chĩa súng lục vào cửa vừa nói chuyện. Thu dọn đồ đạc, trước tiên chúng ta rời khỏi đây đi, nơi này lẽ ra đã bị phát hiện, chúng ta cần tìm nơi khác ở. Du Kinh Hồng biết sự sắp xếp này có lẽ là nhà họ Triệu, nhà họ Triệu ra tay quyết đoán hơn nhà họ Nguyên, thậm chí còn mời sát thủ trước khi họ đến tất cả những điều này cho thấy nhà họ triệu có niềm tin vững chắc trong việc tiêu diệt đội của họ nhà họ triệu thật to gan nhưng cũng đúng dù sao thì nhà mộ dung nhà âu dương và nhà họ nguyên đều đã bị xử lý bây giờ chỉ còn lại nhà họ triệu nhà họ triệu không vội mới là lạ du kinh hồng nhanh chóng nghĩ ra dù sao cũng là liều mạng chiến đấu chỉ bằng nên tàn nhẫn hơn một chút loại suy nghĩ này đương nhiên là rất tốt nhưng du kinh hồng lại cực kỳ phiền muộn bởi vì cô ta biết cũng bởi vì như vậy nên hiện tại bọn họ đã rơi vào cảnh khốn cùng. Cô ta nghiến răng nói với đám người Hồng Á Phương, đi theo tôi, chúng ta lao ra ngoài. Sau khi Du Kinh Hồng ra cửa, chú ý lắng nghe, nhanh chóng cuộn người xuống hành lang, ngay sau đó dẫm lên tường, cả người chuyển động theo hình dích sắc. Cùng lúc đó, khẩu súng trên tay cô ta cũng được bóp cò. Bùm bùm bùm, vài viên đạn nhanh chóng được bắn ra, giết chết tất cả những người xung quanh hành lang. Yến Phi nhanh chóng đi tới trước mặt mấy cỗ thi thể, cầm súng của bọn họ, sau khi có súng, anh ta cảm thấy thực lực của mình là mạnh nhất. Anh ta đến bên Du Kinh Hồng và nói, đội trưởng, tôi sẽ hiểm trợ ở đây, các người rời khỏi đây trước đi. Du Kinh Hồng hít sâu một hơi, cùng nhau đi. Yến Phi lắc đầu, cô cũng biết, nếu không có người ở lại chặn bọn họ, chúng ta sẽ không có cách nào rời đi. Nhất định phải có người ở phía sau. Đương nhiên Du Kinh Hồng là không muốn bỏ lại Yến Phi, Cô ta túm lấy Yến Phi nói: "Cậu nói nhiều quá, mau đi theo tôi, hôm nay không ai được phép chết cả." Nhìn ánh mắt kiên định của Du Kinh Hồng, Yến Phi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gật đầu: "Tôi biết rồi, nếu có thể sống sót, tôi nhất định sẽ không lựa chọn bỏ mạng." Lúc này Du Kinh Hồng kéo Hồng Á Phương và những người khác xuống, họ không đi thang máy, bởi vì Du Kinh Hồng biết có lẽ có nhiều người đang đợi họ ở cửa thang máy. Nếu họ ra khỏi thang máy, họ có thể sẽ chết trong thang máy trước khi ra khỏi thang máy. Nhà họ triệu điên rồ thật, mức độ điên rồ này thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó khăn. Chúng ta cần phải tìm ra bước đột phá. Du Kinh Hồng vừa đi vừa phân tích vấn đề, chương 699, bao vây khách sạn. Cô ta biết việc quan trọng nhất bây giờ chính là rời khỏi nơi này, dù sao ở đây cũng có quá nhiều sát thủ, về phần phía sau nhà họ triệu phải làm gì, cô ta sẽ từ từ suy nghĩ sau khi rời khỏi đây. Hồng Á Phương kết nối được camera của toàn bộ khách sạn và nói với Du Kinh Hồng, bây giờ họ đã chặn tất cả các lối ra, bất kể chúng ta đi ra ngoài từ đâu, đều giống nhau, đều sẽ gặp phải rất nhiều kẻ thù. Du Kinh Hồng cao mày, không có cách nào đi ra khỏi nơi này sao? Nếu không, vậy thì cứ giết đi. Du Kinh Hồng lấy ra một cái hộp từ vòi chữa cháy ở lối đi an toàn, sau khi mở hộp ra, thấy trong hộp có rất nhiều súng ống, Du Kinh Hồng trực tiếp phát súng bắn tỉa trên lưng, một tay cầm súng tiểu liên, tay kia cầm một khẩu súng trường, súng lục và bom được treo trên thắt lưng. Con dao thụy sĩ đang được cắm ở trên đôi giày. Sau khi vào khách sạn, họ đã đặt hết vũ khí vào các vị trí an toàn, nên họ biết vũ khí ở đâu trong toàn bộ khách sạn. Chỉ là họ không hy vọng sẽ sử dụng vũ khí như vậy. Thật không may, tình hình đã thay đổi quá nhanh. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hồng Á Phương đột nhiên nói, thực ra, có một lối đi phía sau nhà bếp, nhưng lối đi đó được sử dụng để bỏ rác. Lộc thâm lâm vội vàng nói, đó là đường đổ rác. Làm sao chúng ta có thể đến nơi đó chứ? Du Kinh Hồng thờ ơ nói, đã đến lúc này rồi, nếu anh không đi, vậy chờ bị những kẻ địch kia giết chết đi. Lộc thâm lâm nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng anh ta vẫn rất không cam lòng không chui vào mấy nơi kiểu đó, nhưng anh ta cũng biết nếu bây giờ bị đối phương bắt được, anh ta nhất định sẽ bị đánh chết. Đương nhiên anh ta biết điều này, cho nên cũng không phản bác nhiều, chỉ đi theo Du Kinh Hồng về phía phòng bếp. Tai của Du Kinh Hồng chuyển động, cô ta ngăn Hồng Á Phương và những người khác lại, sau đó súng tiểu liên trong tay cô ta chỉ vào một lối vào phía trước, chỉ thấy có ba bốn người lao ra từ bên trong, tất cả đều có súng trong tay, nhưng trước khi kịp phản ứng, Du Kinh Hồng đã bắn chết họ. Kỹ năng sử dụng súng của Du Kinh Hồng đến ngay cả Diệp Vô Phong cũng phải bái phục vì vậy việc đối phó với những kẻ thù này tất nhiên là dễ như trở bàn tay không tốn nhiều công sức chút nào nhưng du kinh hồng vẫn không lạc quan cô ta chỉ có một người còn người bên kia không biết bao nhiêu người đã bao vây toàn bộ khách sạn rồi và sau khi cô ta giết những người này nhà họ triệu sẽ biết họ đang ở đâu và một vòng tròn sẽ được hình thành vào lúc đó cho dù kỹ năng bắn súng của cô ta rất mạnh nhưng cũng không có cách nào thoát ra được hồng á phương lúc này mới nhìn vào máy vi tính sau đó chỉ vào lối vào lầu 3, trong này hình như không có ai, có thể đi từ nơi này. Nhưng nhà bếp ở lầu 1, Lộc Thâm Lâm nói nhanh. Hồng Á Phương nói, điều chúng ta phải làm là tránh những người từ bên dưới đi lên. Chắc hẳn bọn chúng đang chạy tới, nếu chúng ta cứ ở trong đường an toàn, vị trí đó quá nhỏ, cho dù nghênh chiến thì cũng không thể chiến đấu tốt được. Lộc Thâm Lâm im lặng, nhưng Du Kinh Hồng lại nói, trước tiên lên lầu 3 đi, tôi đoán bọn họ sẽ tới chỗ chúng ta, Lầu 3 là phòng VIP của khách sạn, hẳn là có rất nhiều chỗ để trốn, nếu bọn họ không có cách nào tìm được chúng tôi, họ sẽ bỏ cuộc. Du Kinh Hồng nói xong, mọi người tiến vào phòng VIP trên tầng 3. Du Kinh Hồng tiếp tục đi về phía trước, cô ta biết rằng có một đại sảnh ở phía trước, và đại sảnh này chắc là có một cầu thang xoắn ốc nối thẳng với tầng 2 và tầng 1. Nhưng cô ta cũng biết cầu thang này chắc sẽ có người canh gác, nếu bọn họ dám đi xuống cầu thang này, có lẽ sẽ gặp phải những tay súng đó tôi thực sự không ngờ nhà họ chịu lại để nhiều người đến đây để giết cục hồng thuẫn chúng ta như vậy lại còn dùng súng họ thật sự không sợ bị điều tra vụ án sở hữu súng rất nghiêm trọng đấy du kinh hồng cười khẩy lộc thâm lâm nói đã là lúc nào rồi còn nói chuyện này chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đi không phải nói có thể rời khỏi nơi này từ phòng bếp sao vậy mau đến phòng bếp đi du kinh hồng thờ ơ nói tôi đương nhiên biết loại chuyện này nhưng anh phải nghĩ xem hiện tại xung quanh đều có kẻ thù, dễ dàng xuống bếp như vậy sao? Mặc dù sau khi vào bếp cũng có thể đi ra ngoài, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, hơn nữa chúng ta không thể để lộ mục đích tới đây, nếu không đối phương có thể sẽ đến bắt ba ba trong dọ đấy. Lộc thâm lâm lúc này có chút tức giận, vốn tưởng rằng Du Kinh Hồng có thể dễ dàng đưa anh ta ra khỏi khách sạn, không ngờ lại có nhiều nguy hiểm như vậy. Nếu sớm biết thế thì anh ta trở về phòng mình là tốt rồi, dù sao anh ta cũng không phải người của cục hồng thuẫn. Cục Hồng Thuẫn phải chịu trách nhiệm về những chuyện này, đương nhiên nhà họ chịu giết bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu người của Cục Thanh tra quốc gia bị giết, thì nhà họ chịu thật sự là tự đâm đầu vào chỗ chết. Cục Thanh tra quốc gia có quyền lực nội bộ rất lớn, và vì đây là cuộc điều tra nội bộ nên sự an toàn của các thành viên Cục Thanh tra quốc gia sẽ phải được đảm bảo. Điều này tất cả các thành viên của Cục Thanh tra quốc gia đều biết. Nếu các thành viên của Cục Thanh tra quốc gia bị giết bởi một số lực lượng trong nước, thì lực lượng này sẽ bị tấn công bởi quân đội. Vì vậy Lộc Thâm Lâm hoàn toàn không lo lắng về điều này, nhưng tốt nhất là họ có thể đi ra ngoài, ai biết được liệu những tay súng này có biết về Cục Thanh tra Quốc gia hay không. Nếu không biết và coi anh ta như một thành viên của Cục Hồng Thuẫn, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ bị giết chết. Đó là lý do tại sao anh ta sẵn sàng đi theo đám người du kinh hồng tới nơi này. Nhưng anh ta không ngờ lại nguy hiểm như vậy, bọn họ coi như không có cách nào từ tầng 3 này đi xuống cả. Yến Phi nhìn Du Kinh Hồng, tôi đi ra ngoài dụ bọn họ, các người đi xuống trước đi. Du Kinh Hồng thờ ơ nói, đã đến lúc này, cậu bớt nói mấy chuyện này đi, chúng ta chỉ cần đột phá đi ra ngoài là có thể rời khỏi khách sạn này. Yến Phi lo lắng nói, nhưng bây giờ phía dưới có nhiều người như vậy, nếu tôi không dụ bọn họ đi, bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta. Du Kinh Hồng rửng dưng nhìn La Tử Nghiệp và La Tử Đàn, Hai người cũng gật đầu, kiên quyết nói, lần này nhất định phải cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, dám truy đuổi chúng ta, không giết chết bọn họ thì chúng tôi không mang họ la. Du Kinh Hồng nói, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Tôi đoán cái bẫy của các người chắc cũng tới lúc có tác dụng rồi. Vừa mới dứt lời thì nghe thấy tiếng nổ trên tầng 5 khiến người của cả khách sạn hoảng hốt, bọn họ không biết trong khách sạn có chuyện gì, ai nấy đều lấy điện thoại ra gọi cho quầy lễ tân và lời khuyên của Lễ Tân là bọn họ nên cố gắng đợi trong phòng, không nên ra ngoài. Chương 700, trốn thoát thành công. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rất kích động, nhưng nhân viên Lễ Tân tiếp tục nói, nếu mọi người vẫn cố ý đi ra khỏi phòng của mình, rất có thể sẽ bị bắn chết rất thê thảm. Sau khi những vị khách vốn muốn thu dọn đồ đạc rời đi khi nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi từ bên ngoài, bây giờ họ đều sợ hãi trốn trong phòng. Sau khi Du Kinh Hồng nghe thấy tiếng bom cô ta dẫn cả nhóm người đến cầu thang xoắn ốc, có 4 năm người đang đợi họ ở lối vào cầu thang xuống tầng 2. Khi Du Kinh Hồng và những người khác xuất hiện, những người này ngay lập tức chế họng súng về phía họ. Nhưng tốc độ của Du Kinh Hồng còn nhanh hơn, xử lý đối phương trong một phát, mỗi phát súng đều nhắm trúng điểm trọng yếu của đối phương. Bọn họ tiếp tục đi xuống dưới, nhưng ở sảnh tầng 1, số lượng tay súng vượt quá dự đoán của Du Kinh Hồng. Cô ta ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó trốn vào chỗ ngã rẽ. Lộc Thâm Lâm có chút nghi ngờ nhìn Du Kinh Hồng, làm gì vậy? Du Kinh Hồng giải thích, số lượng tay súng bên dưới thực sự quá nhiều, tổng cộng có 30-40 người, làm sao bọn họ tới đây mà bao vây toàn bộ khách sạn lại chứ, bên chính quyền không quan tâm sao? Lộc Thâm Lâm lấy điện thoại ra, nhưng ngay sau đó phát hiện ra tín hiệu của điện thoại đã bị chặn. Du Kinh Hồng thở ơ nói, tôi hiểu rồi, mặc dù chỉ có một tiểu đội của Cục Hồng Thuẫn đến nơi này, nhưng thực tế chúng ta có thể yêu cầu hỗ trợ đối phương sẽ không cho chúng ta yêu cầu hỗ trợ vì vậy việc chặn tín hiệu điện thoại di động của chúng ta cũng là điều bình thường lộc thâm lâm chỉ có thể tức giận cất điện thoại đi làm sao bây giờ nếu như không có cách nào gọi hỗ trợ vậy không phải chúng ta thật sự sẽ bị bao vây sao du kinh hồng dửng dương nói không đâu lầu một bên dưới có rất nhiều tay súng nhưng nếu từ cửa sổ lầu hai trực tiếp nhảy xuống bọn họ cũng sẽ không có cách nào ngăn cản chúng ta rời đi đâu biểu hiện của Lộc Thâm Lâm thay đổi, anh ta biết rằng khoảng cách giữa tầng 1 và tầng 2 của khách sạn khác với những tòa nhà bình thường. Chiều cao của tầng 1 và tầng 2 của một tòa nhà bình thường chỉ là 4 mét, nhảy lên mép của cửa sổ rồi nhảy xuống, về cơ bản sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, chiều cao của tầng 2 và tầng 1 của khách sạn này là hơn 6 mét, dù có vịn vào mép cửa sổ và nhảy xuống thì vẫn ở độ cao hơn 4 mét so với mặt đất nếu một người bình thường rơi từ độ cao 4 mét thì khả năng bị gãy chân là rất cao, chưa kể đầu chạm đất trước. La tử đàn lạnh nhạt nói, bên kia có một cửa sổ, tôi có thể mở một cái lỗ trên đó, chúng ta hẳn là có thể từ đây nhảy ra, phía dưới là nơi để xe. Du Kinh Hồng gật đầu, tốt rồi, nhảy đi. Sắc mặt lộc thâm lâm thay đổi kinh hãi, không được, ở độ cao như vậy, tôi nhất định sẽ bị thương nếu nhảy xuống đó đấy. Du Kinh Hồng mặc kệ, cô ta đi thẳng đến hành lang tầng 2, trong khi Yến Phi túm lấy lộc thâm lâm và đi theo Du Kinh Hồng, mấy người la tử đàn cũng rất vui vẻ nở nụ cười. Lộc thâm lâm rất không vui hét lên một tiếng, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện này, cậu sẽ không còn là người của cục hồng thuẫn nữa đâu. Yến Phi thờ ơ nói, nếu muốn gọi địch qua thì cứ gọi, dù sao nếu có địch tới, tôi sẽ dùng anh làm lá chắn thịt. Sau khi nghe xong, Lộc thâm lâm nhanh chóng ngừng nói, kinh hãi nhìn Yến Phi, sau đó anh ta mới nhận ra rằng những thành viên của cục hồng thuẫn này đều là những kẻ mất trí lời nói của cấp trên không ảnh hưởng gì đến những người này các thành viên của cục hồng thuẫn dường như luôn có cách làm việc của riêng họ hoàn toàn không bận tâm đến thân phận người của cục thanh tra quốc gia giống như đã đối xử với anh ta như một người bình thường anh ta rất bất mãn đối với việc này nhưng anh ta cũng biết trước tiên nên rời khỏi nơi này hơn nữa nhìn bộ dạng của yến phi giống như là nói được sẽ làm được nếu anh ta kéo kẻ địch qua đây, Yến Phi sẽ thực sự coi anh ta như một lá chắn thịt. Anh ta vẫn chưa muốn chết nên chỉ có thể che miệng, rất lo lắng bản thân sẽ thu hút quân địch đến. La Tử Đàn và La Tử Nghiệp đã cho nổ tung tấm kính, lúc này kẻ địch cũng đã phát hiện ra họ đang ở trên tầng 2 nên lần lượt chạy tới đây. Du Kinh Hồng nhảy ra ngoài trước, sau khi rơi xuống đất lăn lộn trên mặt đất vài lần mới giải phóng hết lực lượng, sau đó mới nhìn ra môi trường xung quanh sau khi xác nhận không có kẻ thù cô ta ra hiệu với yến phi và những người khác ở trên la tử đàn và la tử nghiệp cũng nhảy xuống đất họ dễ dàng giải phóng sức mạnh của mình theo sau là hồng á phương hồng á phương tuy không mạnh bằng những người khác nhưng trên thực tế chắc chắn không thể so sánh với người thường vẫn có thể hạ cánh thuận lợi và an toàn khi lộc thâm lâm nhìn thấy độ cao như vậy đôi chân của anh ta đột nhiên trở nên yếu ớt anh ta biết mình chỉ là một người bình thường ở độ cao này nhảy xuống nhất định sẽ đi đời nhà ma vẻ mặt sợ hãi của anh ta nhìn yến phi cậu sẽ không vứt tôi xuống chứ yến phi thờ ơ nói mau lên không chết được đâu nhiều nhất chỉ bị gãy chân thôi tôi có kinh nghiệm mà lộc thâm lâm sợ hãi nói cậu có kinh nghiệm gì hả cậu bị gãy chân hay là yến phi lạnh nhạt nói tôi có kinh nghiệm dọa người nhiều nhất sẽ chỉ bị gãy chân thôi sẽ không bao giờ nguy hiểm đến tính mạng chúng tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp. Lộc thâm lâm rất hoảng sợ, nhưng khi Yến Phi không có phản ứng gì với anh ta, khi anh ta định xoay người bám lấy thứ gì đó, Yến Phi đã dùng hai tay nhấc bổng anh ta lên, ném ra ngoài. Du Kinh Hồng và những người khác bên dưới đương nhiên bắt được Lộc Thâm Lâm, bọn họ đều biết Lộc Thâm Lâm chỉ là một người bình thường, nếu không bắt được anh ta, anh ta nhất định sẽ chết. Nhưng Lộc Thâm Lâm hoàn toàn không biết, còn thật sự cho rằng Yến Phi quăng anh ta xuống yến phi từ trên cao nhảy xuống đạn bay trên đầu anh ta một tay súng đã tới hành lang thấy yến phi nhảy xuống liền bắn mà không chút do dự du kinh hồng lúc này đã lái xe chạy tới sau đó mọi người lên xe rời khỏi khách sạn tay súng trong khách sạn lao ra nhưng không có cách nào đuổi kịp xe của du kinh hồng cuối cùng bọn họ chỉ có thể tức giận vỗ đùi nhưng không thể làm gì được lão đại phải làm sao bây giờ một tên thuộc hạ đi tới bên cạnh tên đứng đầu nhiệm vụ này Triệu Hiền lạnh lùng nói, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là để bọn họ đuổi theo, tôi về nhà họ Triệu báo cáo tình hình ở đây." Tên thuộc Hạ Vội vàng gật đầu. Công việc dọn dẹp trong khách sạn đương nhiên sẽ do những người đặc biệt đảm nhiệm, nhiệm vụ của bọn họ là giết đám người du kinh hồng, hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, Triệu Hiền cũng không biết phải nói thế nào với nhà họ Triệu về chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 700.